You know, we will pay homage to the Buddha and recite the mantra 3 times. Chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại niệm ơn Đức Phật 3 lần. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Today we have to continue the second enlightenment fetters, Dhammavijja-sabbacaṅga, the enlightenment fetter of investigation. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trạch pháp thứ chi phần thứ hai trong thất giác chi, đó là Dhammavicaya, trạch pháp giác chi. So when we talk about Dhammavicaya, we also have to explain something similar to wisdom or banya. Và khi chúng ta nói về trạch pháp giác chi thì chúng ta cũng sẽ nói về tìm hiểu về cái pháp này, nó tương tự như là trí tuệ vậy, như là ánh sáng của trí tuệ. Dhammavicaya itself is also wisdom, banya. Và Dhammavicaya, trạch pháp giác chi, bản thân nó cũng chính là trí tuệ. So when we study something about banya, there's a simile like a lamp or a brightness. Khi chúng ta học về những định nghĩa về Panya, trí tuệ, thì có những cái hình ảnh ví dụ như là ngọn đèn hay như ánh sáng. The Buddha himself said, "There is no brightness like wisdom." Đức Phật dạy rằng không có ánh sáng nào vượt hơn ánh sáng trí tuệ. So similarly, when we can know the true things, we have banya. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta hiểu biết được sự thật thì chúng ta có trí tuệ. Can I actually introduce what's really called Dhammavicaya or what's really called banya, according to Buddha's teaching? Và hôm nay chúng ta sẽ học những gì thật sự được gọi là trí tuệ hay là trạch pháp theo lời dạy của Đức Phật. We may have many different English translations, such as wisdom or knowledge or many different other tongues. But here, when we study in Pali, it will be a little bit different. Trước khi chúng ta có cái những cái từ dịch ra từ chữ Pan nhá, hay là trí tuệ hay là trạch pháp, thì chúng ta có những cái từ như là trí tuệ hay là trí thức hay là sự hiểu biết vân vân. Nhưng khi chúng ta học những cái định nghĩa về Dhammavicaya thì chúng ta sẽ thấy nó có một chút khác biệt. I mentioned Yatthasabhava Pativedalakkhano, penetrating dhammas or things according to their intrinsic nature, individual essence. Và định nghĩa thứ nhất, trạch pháp Yatthasabhavapativedalakkhano là trạng thái thấu suốt các pháp Dhamma hay là sự vật theo bản chất nội tại của chúng, tức bản chất riêng. Then you may also have heard many times from many different teachers, understanding or knowing things as they really are. Và chúng ta cũng đã từng nghe từ những vị thầy khác nhau rằng khi hiểu biết các sự vật hiện tượng như chúng là. So as he had mentioned the body was yatthasabhava, I mean as natural. Và Pativedā means penetrating or deeply understanding or knowing. chúng ta có phân tích từ ngữ Pali ở đây, yatthasabhava là đó là như chúng là hay là như tự nhiên, như bản chất tự nhiên, và Pativeda là sự hiểu biết sâu sắc. Then we have another one. Akalita Bariveda Lakhano Wa Kusala
Ở dưới grocery store, khi đặt That means, also the second definition as a characteristics. Short penetration, like the penetration of an arrow shot by a skillful archer. Và chúng ta có định nghĩa thứ hai đó là Akhalita Atiweda Lakhano wa Kusalisasa Akhita Usupatiwedowiya là trạng thái hoặc sự xuyên thấu chắc chắn giống như sự xuyên thủng của một mũi tên được bắn bởi một cung thủ thiện nghệ. Okay, now in modern society, we also have some archery ski, right? In every country where there's some competition, right? If somebody is very skillful, then even a very small threat, they can hit exactly. Và trong thời hiện đại này chúng ta cũng có những cái bộ môn thể thao bắn cung cung thủ và có những cái cuộc thi và trong những cái cuộc thi đó có những cái cung thủ rất là thiện xảo, ngay cả những cái mục tiêu rất là nhỏ và ở xa họ cũng có thể bắn trúng. Now, how do you feel natural breath? Is it easy to know? Và ở đây quý vị cảm thấy đối với hơi thở tự nhiên thì như thế nào, nó có dễ được nhận biết hay không? Right? That means knowing exactly, naturally, but not that easy, right? We need skill. Và biết một cách chính xác, một cách tự nhiên như nó cũng không dễ, đúng không ạ? So that's why he mentioned Akalita. Akalita means not missing. Although he hit very small things, very small threads, with small cotton wool maybe, he can penetrate or he can hit exactly. That kind of skill is necessary. This is called Panya, wisdom. Và có cái chữ Akhalita tức là không có bị sai lệch, không bị nhầm lẫn, ngay cả một cái mục tiêu nhỏ xí như là bông gòn, cái sợi tơ gòn thì cái vị cung thủ cũng có thể bắn trúng và xuyên thấu được. Và thì đây là cái đặc tính của trí tuệ đối với các sự vật hiện tượng. Like, then you say, we see your basara so bodhibo we are. To illuminate the objects like the lamp or like a wine lamp. Và định nghĩa thứ ba của trạch pháp đó là visayabhasana saro là phận sự để chiếu sáng đối tượng giống như một ngọn đèn. So that means if we want to see something clearly, we just put candlelight nearby that object. Similarly, when our wisdom become very strong and powerful, it's like a brightness around the things we are going to see. Giống như khi chúng ta muốn nhìn thấy một đối tượng hay một cái vật gì ở trong bóng tối thì chúng ta đặt cái ngọn đèn bên cạnh, ngọn đèn sẽ tỏa sáng và khiến chúng ta nhìn rõ cái sự vật đó, vật thể đó. Thì khi tương tự như vậy, khi chúng ta muốn biết một điều gì, khi chúng ta có trí tuệ thì trí tuệ này nó cũng sáng chói và khiến cho chúng ta hiểu biết rõ cái điều mà chúng ta muốn biết. So here we have Paliwa Raso, Raso means function. This is the functions of wisdom. Và ở đây chúng ta có cái chữ sarasraso, đó là một cái loại chức năng của trí tuệ như là một ngọn đèn. Okay, if we say another way, it's how the Panya or wisdom work to know the object. Và có thể nói một cách khác là làm thế nào để trí tuệ hay trạch pháp làm việc trên cái đối tượng. Now the next one. Asamoha Pachupatano Aranyagada Sudhisakovya as a quality of perspective lucid discernment like echo guides in the forest. Và định nghĩa thứ tư là Asamoha Pachupatthano Arahatasude Sakkovijja là thành tựu của trí tuệ. Nó có cái sự thành tựu như là tầm nhìn rõ ràng, nhận thức sáng suốt như người dẫn đường tốt trong rừng.
It will make our view, or it will make our vision clearer and clearer when seeing or when knowing something. Và nó sẽ khiến cho tầm nhìn của chúng ta hay cái khu vực nhìn của chúng ta, cách nhìn của chúng ta trở nên rõ ràng hơn, sáng suốt hơn đối với những cái sự vật hiện tượng. Also mentioned here, asamoha. Asamoha also means non-delusion, non-confusion. Ở đây chúng ta có chữ Asamoha, đó chính là không có bị lầm lẫn, không bị lẫn lộn. So he has mentioned like a good guide in the forest. Và ở đây ví dụ như là một người dẫn đường sáng suốt trong khu rừng. This is just mentioned in the text, right? Okay, now modern society, we have many guides. When we go here and there, okay, for example, I myself, when I go to Mekong Delta, we have tourist guides. He explains everything on the way. Và đó là những cái định nghĩa có trong kinh điển. Còn ở cái xã hội hiện đại của chúng ta thì chúng ta đi đâu làm gì trong mỗi cái lĩnh vực thì đều có những cái người hướng dẫn, đúng không ạ? Ví dụ như khi đi thăm viếng chỗ này chỗ kia, như trường hợp của thầy thì từng đi sông Mekong, thì ở khi đi như vậy còn có cái người hướng dẫn viên, nhờ có họ chúng ta có thể đi đến chỗ đó và biết rõ cái đó là gì, khu vực gì. Actually, he also guide us where to go, where we should go, where we should not go. Right? This is a good tourist guide. Và cái người hướng dẫn viên đó họ sắp xếp cho chúng ta đi những nơi nào nên đi và không nên đi những nơi nào, không cần đến những nơi nào, và đó là những cái phận sự của người hướng dẫn viên du lịch. So another one is okay, finally, I hear again, I forget. Rosemary Cups of Wisdom, right? I didn't like here. I didn't mention Rosemary Cups of Wisdom because it's very clear, very easy to explain. Because I already know what is it, Samadhi. Samadhi concentration is the Rosemary Cups of Wisdom. Và trong cái bài giảng trình bày trên bản chiếu thì thầy quên đề cập đến nhân gần của trí tuệ, tức là trạch pháp, tức là điều gì có thể khiến cho trí tuệ phát sinh. Thầy quên liệt kê, nhưng mà thầy sẽ giảng ở đây. Như mọi người biết, samadhi là định, định chính là nhân gần của trí tuệ, định khiến cho trí tuệ phát sinh. So even last night, there's some question, right? I prefer Vipassana, I prefer this method, I prefer that method. I always respond very long time with Anapanasati, right? Giống như hồi hôm qua, tối qua có những câu hỏi hay là những câu trả lời như là con không có thích hành thiền định, thiền chỉ, con chỉ muốn hành thiền quán và không muốn hành lâu ở trên hơi thở, vân vân. Okay, well, I other than also give some example. I should give another example. For example, if some people wish to attend very famous university in US or in UK or somewhere around the world, right? So you must pass language assessment. Và thầy đã lấy một cái ví dụ như là nếu một sinh viên nào đó muốn thi đỗ vào các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, ở Anh chẳng hạn, thì cái việc học hành của bạn ấy phải rất là giỏi. Right? In UK or in was there any country which university, if you want to join very famous university, this is a requirement. If you don't pass, you cannot join. Similarly, when we want to practice meditation, when we want to have wisdom, you must have concentration, like a language assessment. Language assessment to join very famous university. Và tương tự như vậy, khi quý vị muốn muốn được nhập và học ở các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, ở Anh chẳng hạn, thì quý vị phải đỗ đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên đó là tiếng Anh. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị phải phải hành xin lỗi, đó là cái yêu cầu thấp nhất để vào đại học. Okay, that means concentration is a requirement because they say concentration is compulsory to have wisdom because it's a prosmic course of wisdom. Và tương tự như vậy, thiền định, định
là nhân gần để phát sinh trí tuệ, nó là cái yêu cầu tối thiểu hay căn bản để phát sinh trí tuệ hay là qua hành thiền quán, bởi vì định chính là nhân gần của trí tuệ. So seven things lead to the arising of this enlightenment factor, the enlightenment factor of Dhammavijaya. Right? Và chúng ta có 7 điều dẫn đến sự sanh khởi trạch pháp giác chi. First one, Paribodhicitta, inquiring about aggregates, bases, elements, faculty, power, enlightenment factors, noble paths, samatha, and vipassana. Cái điều thứ nhất đó là Parikuchakata, là ham thích học hỏi, hỏi về uẩn, xứ, giới, quyền, lực, giác chi, thánh đạo, hỏi về thiền chỉ tịnh và thiền minh sát. Okay, now when we talk about aggregates or bases or elements, it will be very far. Not that much practical, right? We should talk about practical one, samatha. Nếu là trong cái giai đoạn của chúng ta đây thì hỏi về uẩn xứ giới quyền lực thì nó hơi xa, thì chúng ta nên hỏi cụ thể về thiền chỉ samatha. In samatha also, there are many samatha subjects. Now you are practicing anapanasati. So we should talk about anapanasati. Và trong thiền chỉ samatha cũng có rất nhiều đề mục, và ở trong cái khuôn khổ của chúng ta là chúng ta đang hành thiền niệm hơi thở, cho nên chúng ta nên hỏi nhiều về thiền hơi thở. Sometimes you go and read the commentary translation, for example, Visuddhimagga translation, English translation, or Vietnamese translation, not quite clear in your mind. But this is literature. Và khi mà quý vị đọc những cái cuốn sách như bộ Thanh Tịnh Đạo bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt thì quý vị đôi khi cũng không hiểu sâu lắm, bởi vì những cái văn bản này nó thuộc về văn bản văn chương. 2 years ago, some foreigners, especially some foreigners from different countries, right, complained about my Dhamma talk for Anapanasati. Then they quote something from Visuddhimagga. They are mentioned in-breath, the out-breath, and the nimitta. These three are not the object of one single mind. It has that kind of statement. They combine the one and they criticize my Dhamma talk, especially my Anapana instructions. Vài năm trước có một cô người nước ngoài, cô đã chỉ trích cái bài pháp thoại của thầy liên quan đến thiền niệm hơi thở bằng cách trích dẫn một đoạn trong Thanh Tịnh Đạo, trong đó nói rằng là hơi thở vào, hơi thở ra và cái nimitta thì không phải là đối tượng của một cái tâm, tức là nhất điểm tâm. After reading their complaint and realized they didn't know how to read Pali. That's when they have that kind of complaint. Và sau khi nghe cái phàn nàn như vậy thì thầy đã trả lời rằng là mà trên thực tế là do họ không có đọc thẳng bằng cái văn bản Pali cho nên họ mới có cái sự phàn nàn như thế. So actually, I also understand they haven't studied Pitamaya yet. That's why they have that kind of complaint. It's very clear. The in-breath, the out-breath, the direction point. These are not the object of one single mind. Of course, if we study mental process, we know what is that. Và bởi cũng những người đó chưa có học về diệu pháp cho nên họ mới phàn nàn như vậy. Nếu mà chúng ta học về diệu pháp thì chúng ta biết rằng hơi thở vào, hơi thở ra hay là nimitta nó không phải là đối tượng của một tâm mà nó là một tiến trình tâm, những tiến trình tâm. So now you have already listened many times, right? You can have three options. You can know breathing in, breathing out, or touching point one or three, right? I just say very simple way. If we analyze another way, it's the same meaning, right? Và như ở đây thầy hướng dẫn thiền niệm hơi thở là trong ba đề mục là hơi thở vào, hơi thở ra và cái điểm xúc chạm, quý vị có thể chọn một trong ba hoặc là cả ba để biết, nhận biết. Thì thực ra đây cũng là cái cách mà như trong Thanh Tịnh Đạo nói. So that means sometimes when you read many many meditation manuals, especially original textbooks, you may have many, many unclear points.
You must ask all the things and you can understand clearly. Tương tự như vậy, khi chúng ta học đọc kinh điển, ta sẽ đọc rất là nhiều những cái chỗ và chúng ta không có thấy rõ ràng, không hiểu thấu, cho nên chúng ta phải tiếp cận các vị thầy và hỏi cho đến khi chúng ta rõ, hiểu rõ ràng một cách thấu đáo. Similarly about nimitta, right? Also, we have many different types of nimitta, different shape, different color. They also mention many things in detail in the Visuddhimagga. It doesn't mean it's a complete version, right? It doesn't mean complete. It mentioned many. But something, if unclear, we have to read whole chapter. Tương tự như vậy, nói về Nimitta ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng đề cập tới rất là nhiều hình dáng, rất là nhiều màu sắc, vân vân. Và trên thực tế thì cái bạn đó họ không thể liệt kê hết tất cả những cái hình dáng hay màu sắc tướng trạng của Nimitta được. Nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Và nếu chúng ta muốn hiểu thì chúng ta cũng phải đọc hết cả chương mới hiểu được. Yeah, for example, now today in magician reports, they also mention breath disappear, body disappear. That kind of case happen. When the breath disappear, what do you do? When body disappear, what do you do? For example, right? There are many, many unclear points. So you have to ask all these kind of questions, and you can understand clearly. This is called paripocchakata. Cũng tương tự, hôm nay có những thiền sinh trình pháp nói rằng là cái hơi thở của con biến mất, thân thể của con biến mất, thì lúc đó con phải làm thế nào? Thì đó, tất cả những cái điểm này nó chưa có rõ trong tâm của hành giả thì phải hỏi để hiểu rõ hơn. Thì cách đặt câu hỏi hay ham thích học hỏi, hỏi về thiền chỉ tịnh thì đây chính là một trong những điều dẫn đến sự sanh khởi trạch pháp giác chi. Then, if we in the Upasana, there are many unclear points. For example, in Sammasana Jnana, right? The first part of Upasana. Và cũng tương tự như vậy ở phần thiền quán Vipassana, nhất là cái tuệ thứ nhất Sammasajnana, thì ở đây cũng có rất là nhiều những cái điểm chưa có rõ ràng, không dễ gì mà hiểu hết được. So there are many different ways to discern, many different methods to use. If unclear, we can ask all the questions until we can understand clearly. Và ở đó có rất là nhiều cách thực hành, rất là nhiều cách tiếp cận để về cái cách quán. Do nên vậy nếu chúng ta không rõ thì chúng ta không hành được và cần phải đặt hết tất cả những câu hỏi để cho nó rõ ràng rồi chúng ta mới có thể thực hành được. Right? You may have already known the body was anicca, right? Quý vị có biết cái chữ, chắc có thể đã biết chữ anicca là vô thường đúng không ạ? So we have 10 definitions of anicca. Chúng ta có 10 định nghĩa của anicca, vô thường. This is in Sammasana Jnana, right? But in the last part of Vipassana, it mentioned more than that. It will be 12 definitions of nature. Và ở cái tuệ sanh diệt thì chúng ta có 10 cái định nghĩa của vô thường, nhưng mà ở cái tuệ cuối cùng thì có 12 cái định nghĩa lận. Then in well, you must have already known dukkha, right? Nature, dukkha, anatta, you know already nature, dukkha, anatta many times. So in the case of dukkha, there are 25 definitions in Sammasana Jnana. But in the higher jnana, like Sankarupaka Jnana, it mentioned 27 definitions of dukkha. Và nói về tướng khổ dukkha thì ở tuệ sinh diệt nó có 25 cái định nghĩa, nhưng mà qua cái tuệ hành xả tuệ thì có 27 định nghĩa. So that means there are many, many unclear points. I just say roughly, it will be too heavy for you, right? Roughly. Similarly, we may have like anatta, asubha, for example. We have four discernment, right? Anicca, dukkha, anatta, asubha. Okay, now anatta also, we have five definitions. Và tương tự như vậy, khi chúng ta hành Vipassana, chúng ta phải hành trên các bốn loại tướng, đó là anicca là vô thường, dukkha khổ, anatta là vô ngã và asubha là bất tịnh, thì anatta có năm định nghĩa. Then, in this
Sankharupa Kanyana, it mentions seven definitions Và ở tuệ hành xã thì có đề cập đến bảy loại vô ngã. of anatta. Then, Asubha. It doesn't mention many definitions about Asubha in the Sammasana Nyana. But in Uddhavya, so in Sankharupa Kanyana, it mentions six definitions of Asubha. Và đối với những đề mục bất mỹ, anh xin lỗi, đối với đặc tính bất tịnh của các pháp thì ở tuệ sanh diệt không có đề cập các cái định nghĩa, nhưng mà ở tuệ hành xã thì có đề cập 6 định nghĩa, 6 cách quán. So similarly, when we talk about aggregates, for example, right? What are aggregates? Aggregates mean grouping. They will arise as a group. They will perish as a group. This is called aggregate. Còn nói về aggregate tức là uẩn là như thế nào? Uẩn là một nhóm này nó cùng sanh gửi, nó cùng diệt đi thì gọi là một nhóm là uẩn. Then similarly, you may have already known feeling. You also say feeling aggregate. Feeling alone cannot arise. It will arise together with many other mental factors and consciousness. Then we have to know all the group. A group of mentalities led by feeling. Tương tự khi chúng ta nói về thọ uẩn, thọ là cái cảm giác bản thân nó không thể tự sanh lên mà nó cũng phải cùng sanh lên với một nhóm. Một nhóm đó là gì? Đó là thức và những cái tâm hành khác. Và khi nó cùng sanh lên thì nó cùng diệt đi. Và khi chúng ta quán thọ thì chúng ta phải quán, phải hiểu biết tất cả cái nhóm đi cùng nó là gì và dẫn đầu bởi thọ. Then okay, now we have to understand a little bit, right? If we say Bodhipochakata, we have to ask many things about aggregates. It will be too wide. We have 12 bases, 18 elements, 22 faculties, 5 powers, 7 element fetters, Nova Eightfold Paths, all samatha subjects, all vipassana subjects. It will be too wide. Như vậy ở cái mục thứ nhất là dẫn đến sự sanh khởi trạch pháp tác chi là paripuccha-khata, là ham thích học hỏi về năm uẩn, về 12 xứ, về 18 giới, về năm quyền, về năm lực, về bảy giác chi, về bốn thánh đạo, về các cái đề mục thiền chỉ và thiền quán. Thì đối với chúng ta ở đây thì nó rất là một cái đề tài rất là rộng lớn. Okay, now the next one. What do Visuddha Giriya purifications of basics? Điều thứ hai dẫn đến sanh khởi đó là quá thú visada kiriya, là làm cho sạch vật căn bản. Okay, this one is will be a little bit easier to explain. For example, what do Visuddha means? Clean your body. Clean your environment. Thầy nói một cách cụ thể là ví dụ như mình chúng ta lau dọn tắm rửa thân thể sạch sẽ và lau dọn cái môi trường sống xung quanh mình. So there are many things to explain, right? For example, sometimes body is a lot of sweat, very smelly, cannot meditate very well. Ví dụ như khi chúng ta thân thể dơ bẩn, mồ hôi đổ đầm đìa, chúng ta không có thoải mái, chúng ta không thể hành thiền tốt được. Sometimes body is a lot of sweat, sticky, cannot meditate well. Và đôi khi mồ hôi làm cho thân thể của chúng ta nhớp nháp, chúng ta cũng không thể ngồi thiền tốt. So that means we have to clean our body, we also have to clean our environment. This is called what we said, Kriya. Do vậy mà chúng ta cần phải làm sạch thân thể và môi trường sống xung quanh thì nó sẽ dẫn đến phát sinh trí tuệ. Then you can feel fresh. If you feel fresh, then you can your Western faculty will work properly. Nếu quý vị cảm thấy sạch sẽ tươi mới thì lúc đó cái tuệ quyền nó cũng sẽ hoạt động tốt hơn. Okay, here one more thing I have to introduce about the causes, right? I have already talked about rosemary cause, is concentration. Here, what do wisdom da? This is the only supporting cause. It cannot bring to wisdom, just supporting. Và ở chỗ này thầy cũng giải thích thêm một chút, khi mà nói về định thì một trong những cái nhân gần để phát sinh định đó là thân thể và nội ngoại xứ sạch sẽ, nhưng mà ở cái chỗ trạch pháp này tức là liên hệ đến trí tuệ thì cái việc sạch sẽ của thân thể và môi trường sống bên ngoài nó không phải là nhân gần mà nó chỉ là cái nhân hỗ trợ.
know, next one. Indriya samatha paribara. Impartant evenness to high spiritual controlling faculties. Và điều thứ ba là Indriya samatha patipadana, là cân bằng ngũ quyền. Okay, many people ask how to balance controlling faculties. Right? Now today I have to explain the one. Và vừa qua thì có rất là nhiều người đã đặt câu hỏi làm sao mà con có thể cân bằng ngũ quyền. Và hôm nay thầy sẽ trả lời. Then, okay, now I should list out controlling faculties. Sata, faith, or confidence. Thầy sẽ giới thiệu cho mọi người năm quyền đó là gì. Thứ nhất đó là Sada, là tín. I should a little bit elaborate about Sada. Sada also make your mind clear and pure. Tín Sada nó khiến cho tâm của quý vị trở nên trong sáng rõ ràng. Here we have many different types of Sada. We also have should know. Và chúng ta có nhiều loại sách đa tính khác nhau, chúng ta cũng nên hiểu qua. We know the first sada, agamana sada, religious faith. Cái tính thứ nhất là agamana sadha, là niềm tin tôn giáo. So now we have religion, right? We have our faith and our religion. Every religious people have faith in their religion. Như hôm như bây giờ chúng ta có tôn giáo của mình và chúng ta có cái đức tin nơi tôn giáo của mình. Mỗi tôn giáo tín đồ của họ có đức tin nơi tôn giáo của họ. Yeah, in the case of Agamana Sada, this is not ordinary religious faith like a Bodhisattva. He had very strong faith in his ability to become Buddha. Và cái niềm tin tôn giáo này thì nó là một cái niềm tin không có nó là một cái niềm tin của một cái người bình thường, người phàm phu, chứ không phải là một cái niềm tin tôn giáo tương tự như của một vị Bồ Tát, như Đức Bồ Tát của chúng ta, là ngài có một cái niềm tin mạnh mẽ rằng là ngài sẽ trở thành Phật. So he will do all the necessary things to become Buddha. Và ngài sẽ làm tất cả những điều cần thiết để trở thành Phật. Remember this one, right? You cannot choose meditation subject. If necessary, you must do all the meditation subjects. This is parami. If we have agamana sada, we don't choose. We do what we need. Và ở cái niềm tin tôn giáo này, nếu chúng ta thực sự có nó thì chúng ta sẽ bồi bổ các ba la mật cần thiết. Và khi hành thiền chúng ta sẽ không chọn cái đề mục thiền nào mà mình thích, mà chúng ta sẽ hành hết tất cả những cái đề mục nào mà có. Đó là một cái điều cần thiết của niềm tin tôn giáo. Then another one, Adhikamana Sada. Adhikamana Sada means acquired faith. Acquired faith also means like a noble person's faith. Và tính thứ hai Adhikamana Sada là niềm tin đạt được. À, này ví dụ như cái tính mà của vị Tu Đà Hoàng, của những bậc thánh, họ chứng đắc được thì họ có cái tính như vậy. For example, Sotapanna has already overcome. Như vị Tu Đà Hoàng, vị ấy đã chứng ngộ và vị ấy đã loại bỏ được hoài nghi. So that means he has already overcome all types of doubts, especially doubt about the Buddha, Dhamma, or Sangha, everything. They may have very strong faith in Buddha, Dhamma, Sangha. Và vị ấy đã bứng gốc được tất cả những cái loại hoài nghi, đặc biệt là hoài nghi đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, vân vân. Và do vậy vị ấy có niềm tin rất là mạnh mẽ, bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. When you go and read Dhammapada story, you may have already known one or the a poor man, a super Buddha, a leper. Super Buddha, a leper. Leper, he got leprosy. Yes, sir. Và quý vị nếu mà học kinh Pháp Cú á, thì sẽ biết một câu chuyện của ông Subhabuddha. Ông này bị bệnh cùi. After listening, it should just go from
Buddha, he attained Sau khi nghe một thời pháp thoại của Đức Phật thì ông chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng. Then Mara come and say, Mara come to see him in the guise of the Buddha. Và sau đó Ma Vương xuất hiện dưới hình dạng của một Đức Phật. Okay, so in this morning I have already talked about Sabbe Sankhara Anatta, right? All the formations are non-self. Okay, some formation can be self, right? Atta. Và Đức Phật giả nói với Subhabhuddha rằng sáng nay ta giảng cho ông rằng tất cả các hành nó đều là vô ngã, nhưng mà không, có một số hành là nó là có ngã. Then he realized you are not the Buddha. Và ông Subhabhuddha nhận ra rằng ông này không phải là Đức Phật. The Mara, right? He came to see him in the guise of Và ngài hỏi ông có phải là Ma Vương không? Buddha. So this is it that really happened at the time of Và câu chuyện này đã thật sự xảy ra vào thời Đức Phật. the Buddha. Okay, the main thing is that one is also belong to, that one belong to only Noble Person, right? Và như vậy cái niềm tin đạt được này là cái tính bất động của các vị bậc thánh đã chứng đắc và có niềm tin bất động nơi giáo pháp. That is very far from ordinary people. Và thật sự nó rất là xa đối với người phàm phu. Okay, now, another one. Okapanasada, determine faith. Và tính thứ ba đó là Okkappana Saddha, niềm tin kiên định. Now we can also say in Pali, Achala Sada means unshakable faith or unshaken faith. Chúng ta cũng có thể nói một chữ khác là Achala Saddha, đó là niềm tin không thối chuyển. So that means when we understand the Dhamma or when we have some experiences, we may have very strong faith in the Dhamma. Khi chúng ta hiểu về pháp và chúng ta trải nghiệm một số cái kinh nghiệm về pháp và chúng ta có một cái niềm tin kiên định không có bị lay động. Sometimes after reading some discourses of the Buddha, it's very beneficial for daily life. You may have very strong devotion to that kind of discourse, right? That also can be considered as Okkappana-saddha, determined faith. Và ví dụ như sau khi đọc một vài bài kinh của Đức Phật và quý vị có thể áp dụng vô đời sống hàng ngày, quý vị gặt hái được những cái lợi ích cụ thể và từ đó quý vị có một cái niềm tin kiên định đối với bài kinh đó, thì đây chính là Okkappana-saddha. Okay, now the last one. Patthara Saddha, inspired faith. Thứ tư, Passada Sada, niềm tin được truyền cảm hứng. So this is it. Shakeable. That means when somebody gives you some wrong information, then you can believe easily. Right? This is called Patthara Saddha. Và niềm tin này thì nó dễ dao động vì khi một số người nào đó họ nói cho bạn những cái thông tin nào đó sai lạc, bạn cũng tin. So that means sometimes we can also like a blind faith, right? Và đôi khi chúng ta dùng một cái chữ gọi là mê tín để diễn tả cái loại tin này. In Vietnam, you may have many meditation teacher, right? Ở Việt Nam chúng ta có nhiều thiền sư đúng không ạ? Then somebody may say, I can read your mind, don't believe. Nếu mà có thiền sư nào đó nói rằng thầy có thể đọc tâm của con thì đừng có tin. Then they may say, I can teach you according to your temperament. Don't believe it. Và thầy có thể dạy cho con dựa theo cái căn tánh của con thì cũng đừng có tin. And they may say, I can know your past parami. Don't believe it. Hoặc là vị đó nói là thầy có thể biết được cái parami ba la mật quá khứ của con thì cũng đừng có tin, Right? They are cheating. mà đó là đang bị lừa đảo. If we can really know, we don't reveal our identity. If we can really know, right? We don't reveal our identity. We don't say what we have.
Nếu mà cái vị nào thật sự biết á, thì họ sẽ không nói, họ sẽ không thể hiện, không có tiết lộ ra. What the Buddha didn't allow bhikkhus to say what they have achieved. Và Đức Phật không cho phép những vị tỳ khưu tiết lộ những cái pháp thượng nhân mà họ đã chứng Right? Also not following Vinaya, be careful. đắc. Và nếu vị đó cũng không có theo giới luật thì cũng nên cẩn trọng. Then you may have been to that kind of monastery, you may have followed that kind of teacher. Be careful. This is only Basara set up. Và nếu quý vị đã từng đi theo những cái vị thầy như thế, theo những cái thiền viện như thế thì hãy cẩn trọng, vì đây là một cái loại mê tín We can also say like a blind faith. hay là niềm tin được truyền cảm hứng, là niềm tin mù quáng. Okay, now we have to go another one. When we talk about Indriya, the one on number three already talk about, right? Indriya, Samadha, Vadivadana, that means we have to balance controlling faculties. I said talk about Sada. That's when Sada go into four different types. Và chúng ta đang nói về những cái pháp dẫn đến trật pháp giác chi, thì trong đó nó có cái sự cân bằng ngũ quyền, và ngũ quyền thì thầy lại nói về tính, và trong tính thì nó có bốn loại tính. Then next one is vidya, Và tính là cái quyền thứ nhất, sau tính thì đến tấn. effort. So tomorrow we have to talk about vidya. Today I want to talk about vidya too much. Right? Ngày mai thì thầy sẽ giảng riêng một bài về tinh tấn, cho nên hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều. Okay, I will introduce only two different types of vidya. Kayika vidya, mental effort, or sorry, bodily efforts or bodily energy. Mà thầy chỉ giới thiệu cho mọi người có hai loại tinh tấn, đó là tinh tấn về thân. Another one is chittika vidya, mental efforts or mental energy. Và tinh tấn thứ hai là tinh tấn về tâm. So if we wisely use all this energy, then we have vidya. Nếu chúng ta sử dụng hai loại tinh tấn của thân vật chất và cái năng lượng tinh thần này một cách khôn khéo cân bằng thì chúng ta đạt được sự tinh tấn. Practically, you have already experienced it. Some of meditator has already experienced it. You put extra efforts, you cannot maintain very well, right? This means not balancing effort. Và đó là một nguyên tắc, cũng như ở đây nhiều người đã trải nghiệm cái điều này rồi. Nếu chúng ta sử dụng tinh tấn quá nhiều thì chúng ta không thể duy trì cái sự thực hành lâu được. Another one is sati, mindfulness. We have already talked about it yesterday. Và thứ ba, cái quyền thứ ba đó là sati, là niệm, thì chúng ta đã nói về niệm ngày hôm qua rồi. So sati is a key player in every single improvement. If we have mindfulness, if we have sati, we can improve easily. We can also balance everything easily. Và niệm này nó dẫn đầu tất cả các cái quyền này, và nó cần thiết. Nếu chỗ nào có niệm thì chỗ đó tốt đẹp, và nó có thể khiến cho các cái quyền còn lại được cân bằng, cho nên niệm thì luôn luôn cần thiết trong sự thực hành và để thực hành tiến bộ. Another one is samadhi concentration. Cái thứ tư là samadhi, định. So later we have to explain concentration. Sau này chúng ta sẽ học riêng một buổi về Okay, so one more thing here. Number two, vidya, and number four, samadhi. Và ở đây chúng ta có nhóm cái mục thứ hai là viriya, là tấn, và nhóm thứ tư là định. If we have very strong vidya, very weak samadhi, Nếu quý vị có tấn nhiều quá, mạnh quá, thì quý vị sẽ có định yếu, you may have more restlessness. và quý vị sẽ có nhiều cái sự phóng tâm bất an. That means the more you struggle, the more you have a thought. Và quý vị càng nỗ lực, càng đấu tranh bao nhiêu thì càng sinh khởi nhiều phóng tâm bấy nhiêu. Sometimes samadhi become very strong and powerful. Thỉnh thoảng định trở nên rất là mạnh và rất là uy lực. You may feel free and comfort, Và very pleasant. quý vị cảm thấy rất là tự do, rất là thoải mái, rất là hỷ lạc. Then when you follow comfort, pleasant, then your effort become weaker and weaker. Nếu quý vị đi theo cái sự thoải mái,
sự sung sướng hỷ lạc đó thì quý vị sẽ bị giảm thiểu cái tinh tấn. Then you can fall into Bhanga state. Bhanga state means you can unconscious state or might become blur. Và quý vị lúc đó có thể bị rơi vô Bhavanga. Đây là một cái trạng thái là lờ mờ, giống như là không biết gì, giống như là bị bất tỉnh vậy. Sometimes you may fall asleep also. Và thỉnh thoảng quý vị có thể bị buồn ngủ, rơi vô ngủ. So the main thing is the concentration become very strong, but we cannot maintain. Or he or she does not have sustained effort or maintain effort. Như vậy đôi khi định mạnh nhưng mà tấn yếu quá, tấn này không thể duy trì cái mức độ của định. Then he or she may encounter many difficulties. Và thiền sinh đó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. So as you had already experienced here, sometimes you have very pleasant feeling, your mind inclined to pleasant feeling, your mind follow pleasant feeling, your concentration will become weaker and weaker, that all the pleasant feeling disappear. Và quý vị cũng có thể để trải nghiệm ngay trong cái khóa này những cái trạng thái và rất là an lạc, thoải mái. Và khi quý vị hướng đến cái sự tận hưởng những cái trạng thái cảm giác đó thì cái tâm của quý vị trở nên yếu đi, cái tấn yếu đi, sự duy trì trên đề mục yếu đi, và từ từ quý vị mất luôn cái trạng thái hỷ lạc đó. Okay, now the last one, Panya, wisdom. Và thứ tư là Panya, trí tuệ. So sometimes we have very strong Saddha, number one, but we don't have Panya. We may misbelieve or we may follow many, many wrong traditions or wrong practice. Và đôi khi chúng ta có tín, tức là niềm tin rất là mạnh, nhưng chúng ta lại không đủ trí tuệ. Chúng ta có thể nghe theo, đi theo rất là nhiều những sự thực hành hay những lý thuyết sai lầm. Okay, I should talk about Vietnamese again here, right? Và ở đây thầy lại nói về người Việt. I don't know how many years ago. Maybe, I think it's earlier than 2016 or 2015, right? Earlier than that. One lady came to Pau Doya from Vietnam, and she showed me her small finger. The what small finger, right? The first part is already cut. She showed proudly, I offer my little finger to the Buddha. Và cách đây mấy năm thì không nhớ rõ, nhưng mà chắc là trước năm 2015, 2016 gì đó, thì có một cô đến từ Việt Nam, cô ấy đến Ba Âu và cô khoe cho thầy xem một cách rất tự hào, cái ngón tay út của cô đã bị cắt một lóng. Và cô ấy nói, con đã cắt một cái lóng tay của con để cúng dường Đức Phật. Then you can imagine how painful it will be, right? It will be very painful, right? Cut small finger. Quý vị hình dung là cái việc cắt cái lóng tay đó nó đau như thế nào? I just put counter question. How in the world will you use your finger? Và thầy đã đặt câu hỏi với cô ấy là Đức Phật sẽ phải sử dụng cái ngón tay của cô như thế nào? Sada. But no wisdom. Và ở trường hợp này thì cái tính là mạnh nhưng mà không có trí tuệ. So that means when we offer, we must know the benefit. It will be beneficial for receiver or not. Khi chúng ta cúng dường, chúng ta phải hiểu về lợi ích. Cái việc cúng dường đó nó có lợi ích đến cho người thọ nhận hay không? Right? It's easy to believe, right? Although, if you are very easy to believe, you are also very easy to be cheated. Nếu quý vị là một người dễ dàng tin thì quý vị cũng chính là người dễ dàng bác bỏ. The main thing is Saddha and Panya. If we cannot balance these two, we cannot be better. Và như vậy cái quyền thứ nhất là tính, thứ hai là tuệ, hai cái quyền này cần phải được cân bằng. Nếu chúng ta cân bằng được hai cái quyền này thì chúng ta không có bị. So this is the story, right? Vipassana is a very strong, but Panya become very weak. So you may cut your finger, maybe. Thì chúng ta không có bị lầm lẫn. Còn nếu mà tính của chúng ta rất là cao mạnh và chúng ta tuệ yếu thì chúng ta có thể phải cắt cái ngón tay của chúng ta. Sometimes it can be worse than that also, right?
Một số trường hợp có thể là tệ hơn như thế nữa. Another thing. Sometimes we have very strong banya, very strong wisdom, but very weak sada. We cannot improve. Thỉnh thoảng chúng ta lại có rất là nhiều mạnh tuệ, trí tuệ mạnh mẽ, nhưng là chúng ta lại có rất là ít tính. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta cũng không thể tiến bộ được. Here you don't have such a Satchaka Paribhajaka here, right? Is there any story of Satchaka Paribhajaka in this or Satchaka Paribhajaka here, right? Here, right? You have Satchaka Paribhajaka, right? Ở trên cái bức tường này chúng ta có các cái bích họa nào liên hệ đến vua trời đế thích không? We haven't said yes. Satchaka Paribhajaka, right? The story of Vanquishing Satchaka Paribhajaka. I don't know who answered the one. Anyway. Okay, anyway. You may know Satchaka Paribhajaka. He's very wise, very intelligent. But he doesn't have sada. He became crooked. Sorry, it's not about Shakya King. It's maybe I wrongly translated about Shakya King, No, King, no, no. Deva King. Satchaka Paribhajaka. Wandering Saptaka, ascetics, right? Saptaka, Brahmin. Brahmin. Yes. Saptaka, Satchaka Paripachaka, Chaka. Dạ, con xin lỗi, con đã dịch lộn về vua trời đế thích, là không phải ý của ngài tiền sư là nói về ông Bà La Môn Sataka Paricca. Thì ông là một cái người có cái tuệ mạnh nhưng mà ông không có đức tin. So, okay, I just say briefly, right? As you have already known, the Buddha talk about anatta, but he said opposite, atta. Thầy sẽ nói ngắn gọn về cái ông này, thì khi Đức Phật giảng mọi vật là vô ngã thì ông nói ngược lại là tất cả là hữu ngã. Maybe when, if you have been to India, you may also have listened something about their religion, atma, you know? Nếu mà quý vị đến Ấn Độ thì quý vị có thể hiểu biết một chút về tôn giáo của họ, thì họ nói một cái gì đó về Atma, tức là về đại ngã. Okay, anyway, the main thing is what I talk about anatta, he talk about atta. À, như vậy khi Đức Phật nói về vô ngã thì ông nói về hữu ngã. And he also say, this body belong to me. Và ông nói là cái thân thể này là của tôi. What a foot counter question. Okay, that means this body follow, does this body follow your desire? Đức Phật nói là như vậy thì cái thân thể này nó theo cái ý muốn của ông đúng không? He cannot answer anymore. Và lần sau đó thì ông không thể trả lời được. He cannot answer, right? If he say, oh, this body follow my desire, then many, many literary princes, they are very handsome. They are around him. If some of them stand up and say, teacher, if you say your body follow your desire, then make a wish. Make your body handsome like us. You cannot do anything, right? That's why he also know that we are so wise. Then what are so wise? He cannot speak anything. Bởi vì xung quanh của ông á, thì rất là nhiều cái vị vương tử dòng Lichavi và rất là đẹp trai tuấn tú. Bởi vì nếu mà ông biết rằng khi mà ông trả lời rằng cái thân thể này là nó thuộc về ông, là của ông và có thể nghe cái sự điều khiển của ông, thì có thể các vương tử Lichavi sẽ đứng dậy và nói này thầy, nếu mà thầy nói thân thể của thầy theo ý thầy thì vậy thầy hãy ước mà hãy lập một cái điều ước là mong cho thân thể của thầy được đẹp trai tuấn tú như là những người Lichavi. Thì lúc đó ông không thể làm được, cho nên ông im lặng. Và ông sorry và ông biết rằng các vương tử lòng dòng Lichavi cũng rất là trí tuệ và Đức Phật cũng rất là trí tuệ. Then other things, he's old. Literally, princes are young. They make your body young like us. You cannot do anything, right? That body does not follow his desire, his wish.
Và một điều nữa là lúc đó ông thì già, trong khi các vương lịch tử Lichavi thì trẻ, và nếu mà họ yêu cầu ông hãy làm cho thân thể của ông được trẻ như họ thì ông cũng không thể làm được. Okay, so that means he has an opportunity to listen to Buddha's teaching. He's also wise. He's too much arrogance. That's why even he didn't say, Bhante or Vanavasa, please accept me as your disciple. Even he didn't say like that. Many sutta, you may find Buddha Sarangachami, Dhamma Sarangachami, something like that, right? He didn't say any Buddha Sarangachami. He didn't take refuge in Triple Jin. He didn't say, accept me as your teacher because of arrogance. Wise, but no sadha. That's arrogance. He cannot improve his life anymore. Just stop his life there. Whole life. Và ông này cũng có trí tuệ, và ông được có cơ hội gặp Đức Phật, được thưa chuyện với Đức Phật, nhưng do cái sự kiêu ngạo kiêu mạn của ông cho nên ông không thể tiến bộ, ông không thể sinh khởi đức tin nơi Đức Phật. Chúng ta thấy trong rất là nhiều bài kinh, sau khi Đức Phật trả lời những cái câu hỏi cho các vị Bà La Môn thì các vị ấy nói đều xin quy y với Đức Phật. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử trọn đời của Ngài, con xin quy y Phật, xin quy y Pháp, quy y Tăng, vân vân. Nhưng ông này tuyệt nhiên ông không thể nói một cái câu như thế, và ông cũng chẳng có xin Đức Phật hãy nhận biết con là đệ tử của Ngài. Và bởi vì do ông có trí tuệ nhưng mà ông quá kiêu mạn, kiêu ngạo, và ông không có đức tin, cho nên cuộc đời ông tuy có cơ hội gặp Đức Phật nhưng nó dừng lại ở đó thôi và không có tiến bộ gì thêm. So if we summarize, we have very strong sadha, no panya, we may believe the wrong teaching, the wrong traditions, the wrong practice. Và thầy tóm tắt ở đây rằng nếu chúng ta có một cái đức tin tính rất là mạnh nhưng chúng ta có tuệ yếu thì chúng ta có thể gặp phải mê tín dị đoan, chúng ta có thể tin vào những cái truyền thống, những lời dạy, những vị thầy sai lầm. Similarly, sometimes we have very strong panya, very strong wisdom. We don't have any sadha. We cannot make proper decision. We always say determine fate, right? We cannot determine is it right or wrong because of just curiosity, intellectuality, just investigation, analyzing, cannot get the essence. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta có tuệ mạnh nhưng chúng ta không có tín, chúng ta chỉ thích phân tích, chỉ thích học hỏi, tìm tòi, chỉ thích thỏa mãn trí tò mò mà không có đưa đến một cái niềm tin xác định nào hết, thì cái tuệ này nó cũng không có lợi ích. Okay, if we summarize, we must balance between number one and number five, sadha and abhanya, then number two and then number four, virya and then samadhi. À, và một cách vắn tắt thì chúng ta cần phải cân bằng hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tín và tuệ 1 năm, và nhóm thứ hai là tấn và định là 2 và 4. So sati is a key player here. Và niệm ở đây đóng vai trò là cái người dẫn cuộc chơi. So if we are aware of excessive factors, sometimes okay, our mind confidence is stronger. Okay, now I should have more analysis to make it stable. It have strong Strong sadha. sadha, Yeah. we should make it stable, right? By analyzing. Yes. Do vậy mà ở đây chúng ta hãy tự xem xét mình, nếu chúng ta có cái tính mạnh thì chúng ta nên dùng trí tuệ để xem xét thêm, để nghiên cứu thêm, để ghi khiến cho cái tính của chúng ta được cân bằng. Sometimes by analyzing, you may have a lot of doubts. At the time, you should have a setup. You should develop your setup. Và thỉnh thoảng khi chúng ta phân tích, tìm hiểu nhiều quá và chúng ta lại sinh khởi rất là nhiều những cái nghi ngại khác nhau, không thể quyết định được, thì lúc đó chúng ta nên tăng trưởng tính. Similarly, virya and samadhi, right? Get very strong virya, very weak samadhi, a lot of restlessness. Và tương tự như vậy, nhóm tấn và định, nếu chúng ta có nhiều tấn quá thì sẽ định yếu, và nếu định mạnh thì tính acetone sẽ bị yếu. A very strong samadhi and a very weak vidya, you may fall asleep or you may fall in the Gwanga state.
Nếu định mạnh quá và tấn yếu thì quý vị có thể bị rơi vào ngũ gục, hôn trầm hoặc là rơi vào ba quan ga. So if we can balance these controlling faculties, we can develop Dhamma Vijaya Sambhojanga, the enlightenment factor of investigation. Và nếu quý vị có thể cân bằng cái nhóm năm quyền hay ngũ quyền này thì quý vị có thể phát triển được trạch pháp giác chi. Canon 4, right? Dupanya Bogala Parivachana, avoiding the Và tiếp theo là phần thứ tư là bảy điều dẫn đến sinh khởi trợ pháp giác chi. Thứ tư là Dupanya Bogala Parivachana, là tránh xa người thiểu trí. So that means if we associate with that kind of people, we can imitate them. We will follow the way they practice. That's why it will get worse. That's why don't associate with that kind of people. Nếu chúng ta ở gần cái người thiểu trí, tức là trí tuệ kém, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi họ, sẽ bắt chước họ và cái sự thực hành của chúng ta nó trở nên tệ hơn. Do vậy mà đừng nên thân cận hay bắt chước cái người thiếu trí. Actually, we have already talked about before, right? Here, do me bad, panyami, wisdom, bad wisdom. We can also say very weak wisdom or lack of wisdom. Ở đây chúng ta có chữ đúc và banh nga, có nghĩa là người có trí tuệ kém, xấu. So that means their wisdom faculties are not very strong. They cannot analyze very well. Có nghĩa là người này cái tuệ căn của họ, tuệ quyền của họ yếu và họ không thể phân tích, không thể hiểu rõ được vấn đề. Okay, at least when we talk about banya, right? We must know right and wrong, good and bad. If we can know right and wrong, good and bad, this is called banya. Khi chúng ta nói về panh nha, trí tuệ, thì chúng ta phải biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là bất thiện. Nếu chúng ta biết được bốn điều này thì chúng ta đang có trí tuệ. So, okay, now there we another point to ask question, right? How can we decide is it good and bad? Sẽ có câu hỏi sinh khởi lên rằng như vậy làm sao chúng ta quyết định được cái gì là tốt, cái gì là xấu? Then we can also analyze again, right? For example, beneficial for long time, beneficial for ourselves, beneficial for our community. Và để quyết định được cái điều này chúng ta phải dựa trên cái yếu tố là điều đó có lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng, cho chúng ta trong một thời gian dài hay không. We can, this is a good thing to do, right? Và nếu nó có thì đó là một điều tốt cần làm. So that means when we say panya, we must know, we must be able to analyze good and bad, right and wrong, beneficial or unbeneficial. Như vậy khi chúng ta có trí tuệ là chúng ta có thể phân biệt được đúng và sai, tốt và xấu, hay lợi ích và không lợi ích. Okay, now another one. Panya vanda pugala sevana, associating with the wise. Một thứ tư đó là thân cận bậc thiện trí. Actually, here, when we say the wise, it will be very deep meaning according to commentary. À, xin lỗi, một thứ năm ha. Khi chúng ta nói đến bậc thiện trí thì chúng ta có một cái định nghĩa rất là sâu theo như chú giải. Okay, you may have memorized some part of Mahasatipatthana Sutta. Quý vị có thể đã thuộc lòng một số đoạn ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Then every single chapter at the end, for example, Anapana chapter, right? You may have already learned the four step, right? Short breath, long breath, long breath, short breath, full breath body, tranquilizing body, something like that, right? After that mention, that's internally, externally, and so forth. Và ví dụ như chương niệm hơi thở Đức Phật dạy trong kinh Niệm Xứ thì Đức Phật có liệt kê ra bốn loại hơi thở, đó là hơi thở ngắn, hơi thở dài, hơi thở toàn thân, và vân vân. Và ở cái cuối đoạn kinh đó thì Đức Phật nói rằng bên khi mà hành giả quán bên trong thân và ngoài thân, tức là nội thân và ngoại thân. Another thing is dimension. Smriti Dhamma Nubha Siva, Vyasmin Vihara Di,
Dhammanupassīva kāsaneṁ viharati. Samudaya Vaya Dhammanupassīva kāsaneṁ viharati mentioned three different statements. Okay, Samudaya Dhammanupassī. There are 25 ways of discernment. Và khi chúng ta nói về các cấp quán thì quán nội thân, quán ngoại thân thì có 25 cấp. And similarly, we are Dhammanupassī, 25 ways of discernment. Và tương tự như vậy, quán ngoại thân cũng có 25 cấp. So you can know the answer, right? Samudaya Vaya Dhammanupassī combined together, it will be 50. Và tổng cộng có 50 cách. So that means the one who know or who can explain all these things, Samudaya Dhammanupassī, Vaya Dhammanupassī, Samudaya Vaya Dhammanupassī, who can practice all these things, can be considered as the wise person according to the commentary. Và theo như trong chú giải thì những người mà biết cách quán bên trong và bên ngoài một cách chi tiết như vậy thì được gọi là bậc thiện trí. So that's why yesterday we have already talked about basics of Bhajanga, right? Some of the Bhajanga are not for beginners. So this kind of thing is not for beginner, right? It must be advanced meditator. Và hôm qua chúng ta nói các cái tập pháp giác, các cái giác chi thì có những giác chi dành cho người mới bắt đầu, còn có những giác chi dành cho những người hành giả thiện xảo. Thì ở trong cái phần này thì đây là dành cho những hành giả đã thiện xảo. And on the next one, Gambhira Jnana Chriya Pachavakana. Reflection on the profound differences of how to perceive process of aggregate, modes, or element, senses, synthesis, and so forth. Và mục thứ sáu là quán chiếu sự khác biệt sâu sắc của những trình khó nhận biết về uẩn, xứ, giới và vân vân. So there are many different things very difficult to see, very difficult to understand. We have to try to understand all these things by practicing. Ở đây có rất là nhiều thứ rất là khó thấy, rất là khó hiểu và chúng ta cần phải thực hành để có thể hiểu và thấy hết những cái điều này. So here we can also say another one, right? Pachavakana. Here I translate as a reflection. Actually, we can also say Pachavakana as a reviewing. Và ở đây có chữ Paccha-vekana tức là cảm thán, quán xét lại. So, for example, the Buddha may talk about five aggregates. Ví dụ như Đức Phật có nói về năm uẩn. So, in the material aggregates, we have different types of material. They arise as a groove. They also perish as a groove. Và ở trong cái sắc uẩn thì nó có những cái loại sắc mà nó sanh khởi lên cùng nhau và nó diệt cùng nhau. Now, we must learn how they arise together, how they perish together, how they combine together. Và How they work together. chúng ta cần phải học để hiểu làm sao mà nó sanh khởi cùng nhau theo một nhóm và làm sao nó diệt cùng nhau theo một nhóm và làm sao nó tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Similarly, I have already said feeling aggregates. Feeling alone cannot arise. It will arise together with other mental factors and consciousness. Tương tự như vậy, thầy đã nói ở đây có thọ ứng tức là các cảm giác. Bản thân nó không thể sinh khởi một mình mà nó phải sinh khởi với các cái tâm sở và thức khác. Then we must know how they arise together, how they work together, how they take object together, and everything in detail. Do vậy chúng ta cần phải học là nó sinh khởi cùng nhau như thế nào, nó nhận biết cái cảnh hay đối tượng như thế nào, nó tương hỗ hỗ tương tác với nhau như thế nào, vân vân. This one is also not for beginners, right? Và những điều này cũng không có dành cho người mới bắt đầu. Okay, now the last one. Tathāti Và thứ bảy là Tada-di-muttala. the inclining, sloping, or bending towards the development of enlightenment fetters of the investigation of mental objects. Đây là khuynh hướng nghiêng uốn cong hướng đến phát triển trạch pháp giác chi, nghiên cứu về danh pháp tức là các đối tượng tinh thần. So we can also say we must have willingness to develop. If we are unwilling to develop the enlightenment fetter of
investigation of Dharma, we cannot do anything. Đây cũng có nghĩa rằng chúng ta phải có sự sẵn lòng, sự hướng đến, sự mong muốn để phát triển cái trạch pháp nhất. Nếu chúng ta không có sự sẵn lòng này thì chúng ta cũng không có thể phát triển được cái trạch pháp này. Okay, so these are seven things that lead to the arising or enlightenment factor of Dhammavijaya. Như vậy, chúng ta đã học qua 7 điều dẫn đến sự sanh khởi trạch pháp giác chi. Maybe one, two, three, four. You can use practically. Và một thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chúng ta có thể biết một cách cụ thể. Five and six, not easy for beginners. Một thứ năm, thứ sáu không dễ đối với người mới bắt đầu. Seven is a compulsory for everybody. Và một thứ bảy là cần thiết đối với tất cả mọi người. Right? We must have a willingness. We must have inclination to do it. It will be getting better. Chúng ta cần phải có sự sẵn lòng, sự xu hướng về việc học hỏi, phát triển thì trạch pháp các chi sẽ được phát triển. Okay, so today this is the end of Dhammavijaya Sambhajanga. Tomorrow we have to continue Virya Sambhajanga. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt học về trạch pháp giác chi ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ học qua tinh tấn giác chi. Anyway, when we say Panya, there will be many different translation in different language. Maybe it can be like a knowledge or wisdom or many different things, right? But we should keep Panya as a Panya. Khi chúng ta nói đến Panya thì ở mỗi cái ngôn ngữ có nhiều cách dịch khác nhau như là trí tuệ, hiểu biết, kiến thức vân vân, nhưng mà chúng ta nên giữ nguyên cái chữ Pali là Panya. So how we should make ourselves wiser? This is the answer. Panya có nghĩa là làm thế nào để chúng ta làm cho bản thân mình được khôn ngoan hơn thì đây chính là Panya. So in every improvement, there's something to give up. There's something to solve. Let me solve. They have some problem to solve. Khi chúng ta tiến bộ tu tiến thì có những điều được từ bỏ và có những vấn đề được giải quyết. There's something to accept. There's something to experience. Có những vấn đề được trải nghiệm, có những sự được chấp nhận. Right? So from all these things, we can get many different lessons. Và thông qua tất cả những điều này, chúng ta có rất nhiều bài học để học hỏi. So actually, I'm not talking about four noble truths here. But in the case of Dhammavijaya, it also doesn't mention anything about four noble truths. Và thầy không thực sự nói về tứ thánh đế ở đây, nhưng trong cái phần giảng giải về Dhammavijaya, tức trạch pháp, thì cũng có đề cập tới hay liên hệ tới tứ thánh đế. I think many of you are Buddhists. You may have known four noble truths, right? Thầy nghĩ rằng chúng ta tất ở đây đều là Phật tử, chúng ta từng nghe về hay từng biết về tứ thánh đế đúng không ạ? The first one. Cái thế đế thứ nhất là gì? Sự thật thứ nhất là gì? Dukkha. Dukkha. Dukkha Dukkha Satcha. Satcha. Okay. Dukkha Satcha is to know. We must know Dukkha Satcha. What I didn't say, we must overcome dukkha satcha. Và Dukkha Satcha là khổ đế. Là khổ đế là để liễu tri, tức là để biết. Đức Phật không nói rằng khổ đế là để vượt qua. Second noble truth. Đế thứ hai là gì? Samudaya Samudaya Satcha. the origin of suffering, right? Dukkha samudaya. Samudaya Và đế thứ hai là tập đế, là nguyên nhân của khổ. So that means, in this case, what I said, you must uproot, you must remove, right? You must uproot it, uproot, samudaya satcha, because this is the cause of suffering. Ở đế thứ hai này Đức Phật dạy chúng ta là các ông phải loại trừ, các ông phải bứng gốc cái tập đế này, tức là nguyên nhân của khổ. So first, we must know
the suffering, the dukkha. And we must find the cause of suffering. Và như vậy, cái đế thứ nhất và sự thật thứ nhất là về khổ, chúng ta phải biết. Sự thật thứ hai, chúng ta phải biết và phải loại trừ. Then we must cut the root of suffering, the origin of suffering. Tức là chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân của khổ và loại bỏ chúng. Then the third noble truth. Đế thứ ba là gì? Nirodha Satya, Nibbana, right? Sacca Nibbana, tức This is là the cessation of suffering. diệt đế, tức là sự tận diệt của khổ. This is to experience. Và cái này là để trải nghiệm, để kinh nghiệm. We can also say to realize. Chúng ta cũng có thể dùng cái chữ là để thực chứng. Finally, we have Makkhasaja. Và cuối cùng chúng ta có đạo đế Magga That is to practice. Sacca. Và Magga Sacca hay đạo đế là con đường để thực hành. So we must practice to experience the best things, to uproot the worst things, to know suffering. Như vậy, bốn thánh đế là gì? Là chúng ta phải thực hành con đường để trải nghiệm cái thứ tuyệt vời nhất, để loại bỏ cái thứ tệ, xấu tệ nhất, và để vượt qua khổ. Okay, so if we say briefly, Makkhasaja means morality, concentration, and Panya, some wisdom. Và đạo đế thì chúng ta được chia làm ba, đó chính là giới, định, tuệ. So if we can do the, if we can write the three trainers, we will realize, we will uproot, we will know the truth. Và nếu chúng ta có thể thực hành được tam vô lậu học là giới, định, tuệ này, thì chúng ta có thể trải nghiệm được niết bàn, chúng ta có thể loại bỏ được nguyên nhân của khổ. Okay, so may you all be able to practice the three trainings and may you all be able to realize the final cessation and the suffering. Và cầu chúc cho tất cả quý vị có thể thực hành được đạo đế, có thể chứng ngộ được niết bàn và thoát khỏi mọi khổ đau. Sa-du-sa-du-sa-du. There are many questions, new and old. New and previous day. Kính bạch sư, trong 7 bước thực hành thiền chỉ quán có kiến thanh tịnh, đạo vị đạo, tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Trong 3 bước trên đều có chữ kiến, con kính xin ngài giải rõ ý nghĩa chữ kiến trong 3 bước trên, và nếu có thể cho ví dụ cụ thể để chúng con được sáng tỏ nghĩa và thực hành thiền tốt hơn, chúng con thành kính tri ân ngài. Sau đó, in the seven purification, and in the third step, there is and the fifth and the seventh, there is including the word ditthi, ditthi. So can Sarah kindly explain the different ditthi in these three steps? As if possible, can Sarah give the example so that we can be clearer and practice better? Thank you, Sarah. That yesterday. Yes, maybe the first, the seven purification, they are the Okay, ditthi. okay, okay. That is okay. Okay. Deity, okay, in the case of seven purification, when we talk about deity, then you must overcome the 20 identity views, Sakkaya deity, 20, right? 20 Sakkaya deities. So, what do you wish to know about it? Maybe he see there is always have this ditthi, but he don't understand like really the difference or how it should be, Okay. how it is. Okay, so now we have
many different types of DT. Okay, when we go and read Dikanikaya, you can find many kinds of DTs. But if we summarize, we may have three DT. Chữ kiến xin mọi người đối chiếu với Bali và nhớ luôn chứ chữ Bali là đi thí. Đi thí thì ngài nói có rất là nhiều cái nghĩa về đi thí, như nếu quý vị tìm trong kinh Trường Bộ, nhưng mà tóm gọn lại có ba cái chữ đi, ba loại đi thí, tức là ba loại kiến. The first one is the Ahi Dukkha Ditthi. Ahi Dukkha means everything is arising without cause, without reason. Và cái đi thí tức là kiến thứ nhất là Ahetuka đi thí, là cái vô nhân kiến, tức là mọi thứ sinh lên đều không có nguyên nhân. So for example, you become human being without any reason. À, ví dụ cái quan điểm cho rằng chúng ta trở thành một con người mà không cần có một cái nguyên nhân nào cả. So may I ask this thí, in this case we can translate like wrong đi thí, wrong Wrong, view. wrong view, wrong view. Và chữ đích thí này có nghĩa là tà kiến. Tà kiến thì có ba loại tà kiến. Thứ nhất là Ahetuka, là vô nhân kiến. Và đây là cho rằng mọi thứ sinh lên không có nguyên nhân. Then also you become rich, you become poor without any reason. Hoặc là quý vị trở nên nghèo, hoặc quý vị trở nên giàu mà không có nguyên nhân gì cả. When we have this kind of thing, we call Ahetukaditi, the kind of wrong view. Nếu quý vị có cái quan điểm như vậy thì gọi là Ahetuka Ditthi, là tà kiến về vô nhân hành, vô nhân kiến. So why Vienna is rich? Right? Why Vienna is rich? Tại sao Việt Nam giàu có? That's the reason. Vietnam is not Right? rich. That's the reason. Compared to Myanmar is Việt Nam so với Myanmar thì giàu, thì tại sao Việt Nam giàu? That's the reason, right? You have to work for it. Phải có nguyên nhân đúng không? Đó là chúng ta phải làm việc để có đó. Similarly, if Vietnam become poor, that's the reason. Nếu Việt Nam trở nên nghèo thì cũng phải có cái lý do. So this Ahetukaditi, this is also a kind of wrong view. Right? Và nếu mà không có nguyên nhân, không có lý do gì hết, mọi thứ xảy ra thì đây là một cái tà kiến vô nhân. Another thing is Akiriya. Và thứ hai là Apiriya đi Akiriya means not doing good and bad. Not doing good and bad. I try to remember the Vietnamese word. Và cái này là cái tà kiến này cho rằng là không có thiện, không có ác gì cả. Okay, so according to their point of view, this is also wrong view, right? According to their point of view, good and bad come from people's decision. People's decision, right? For example, if you are in the community of Gambela, Gambela is a good, right? Và cái tà kiến này cho rằng không có thiện, không có ác, và thiện ác là do chính bản thân con người quyết định. Ví dụ như những người mà chơi cờ bạc. So if you are in the community of drug user, then they will help each other, right? So drug user are good. Drug user drug is a good. Và nếu quý vị nằm trong cái cộng đồng của những người mà sử dụng chất gây nghiện thì họ giúp đỡ lẫn nhau và họ xem cái việc đó là một việc tốt. Similarly, among the alcoholists, alcohol is a good, right? Và đối với cộng đồng của những người uống rượu, nghiện rượu thì cái việc uống rượu đó là tốt. So, okay, when you go to good community, gambling, using drug, alcohol, these are not really very good. Not good thing to do. Và nếu chúng ta đang ở trong những cái cộng đồng thiện lành thì những cái việc như là chơi cờ bạc, uống rượu hay là hút chích vân vân thì đây là những chuyện xấu không nên làm. So that means in every single community, they have different standards.
Như vậy trong bất cứ mỗi cái cộng đồng nào thì họ đều có cái tiêu chuẩn riêng biệt Different value we can also và những cái phẩm, những cái giá trị khác nhau. say. Then we have a right to do whatever thing we like. Và người ta cho rằng mỗi người đều có cái quyền để làm những gì mà họ thích, họ muốn. So when we have this kind of view, this is called Aikiria. We're going to say good and bad. It depends on the community we live. Và nếu cái người mà có cái quan điểm rằng mỗi người đều có cái quyền làm những gì mình muốn, mình thích và những điều đó là điều tốt thì tức là họ không thật sự phân biệt được thiện ác mà chỉ là do ước muốn và sở thích, thì đó chính là cái tà kiến về về Akiriya. If we say another way, now you come here, right? Meditation. Meditation is it? No kusala, also neither kusala nor akusala, just meditation. Và khi mà người ta đi hành thiền thì quý vị hoặc là người khác có thể xem ồ cái việc thiền chỉ là thiền, nó không có thiện, không có ác gì cả. And people may have different point of view, right? Meditation is a wasting time. Và có những người có những quan điểm khác nhau như thiền chỉ là phí thời gian mà thôi. Then sure, they according to their point of view is also truth. Và theo như cái quan điểm hiểu biết của họ thì điều đó là đúng đối với họ. Right? By coming and meditating here, you cannot earn any money, Bởi vì khi đi đến đây hành thiền thì quý vị cũng chẳng có thể làm ra tiền bạc, đúng không? right? Then we can say it's just wasting time. Và do vậy mà quý vị có thể nói là chỉ là phí thời gian. So similarly, there were many other point of view about meditation. So somebody may say it's a good, somebody may say it's a bad. Cũng tương tự như vậy, có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau về việc hành thiền. Một số người cho rằng đó là tốt, một số người cho rằng không tốt. Okay, so if we summarize, in the case of Akiriya Deity, then we are neither doing good or not doing bad all the time. Và theo như những người vô hữu kiến thì chúng ta không có gì là tốt, không có gì là xấu, không có thiện, không có ác. Okay, now another the last one. Natika JT. Nó thích cả đi thích. This one is too white also. It's too white, okay? Và cái tà kiến này thì nó khá là rộng. Okay, for example, according to this kind of point, this point of view, there's a no benefit of offering, no benefit of right, sacrificing or many different things. Also, no parents, no good people, there are no bad people, there are no devas, no other worlds. They will reject all the things. Dạ, con xin bổ sung là cái thứ hai, cái ở giữa là vô hành kiến và cái thứ ba là Natthika là vô hữu kiến, tức là người ta sẽ phủ nhận hết tất cả những cái sự tồn tại như không có cha, không có mẹ, không có các bậc sa môn, không có những người có giới hạnh, những vị tu tập, không có chư thiên, không có địa ngục, không có các cảnh giới khác, là phủ nhận hết tất cả. So these are called wrong view, mitta. Và những cái quan điểm như trên thì đều là tà kiến, mitcha lý thuyết. So contrary to all this, then we have samma titi, right view. Và trái ngược với tất cả những quan điểm đó thì chúng ta có chánh kiến. Right? In the case of titi, yeah, titi wisuddhi. That we might say right view, this is called titi wisuddhi. Và ở cái mục mà thanh tịnh kiến thì chúng ta phải tu tập để có tất cả những chánh kiến, thì đó gọi là visuddhi. That is the third visuddhi. So he asked about the fifth and the seventh. Seven. Ah. The two white. Actually, it will be too wide, sure. Yes. Right? It will be very heavy for you. Thì cái vị mà hỏi cái câu này nè, hỏi cái chữ lý thuyết trong bước thứ năm và bước thứ bảy luôn, thì nó trở thành một đề tài rất là rộng. Thầy cũng nói Even in the list, I just summarize, right? All the SI knowledge or something like that. Và trong cái
Khuôn khổ này thì thầy chỉ tóm tắt mà thôi. Also, not very beneficial for all listeners, right? Okay. Và thực tế thì nó cũng không có lợi ích cho tất cả thính chúng ở đây về cái đề tài này. Okay, Yeah. no. À, kính bạch ngài, xin ngài cho con biết ba la mật là gì và làm thế nào để chúng con có ba la mật. Dear Shadow, may Shadow explain what are parami and how do we do to cultivate parami. Oh, very good question again. Và đây cũng là một câu hỏi có một cái đề tài lớn. Okay. I will say basics of Parami. Okay. Ngài sẽ nói về những cái căn bản Parami, Ba La Mật. Because I say like a principle of Parami. Chúng ta có thể nói đây là những nguyên tắc của Parami. So when you are going to feed Parami, you may need two different things. Khi quý vị cần bồi bổ Ba La Mật, quý vị cần hai thứ. The first one is a Mahakaruna, Mahakaruna means great compassion. Và cái điều kinh là nền tảng căn bản thứ nhất đó là Maha Karuna, đó chính là tâm đại bi. So here I should elaborate a little bit more about great compassion. I mean, you don't want to see somebody suffering. Đó là cái lòng mong muốn không muốn nhìn thấy người khác đau khổ. Maybe you just have wish to see somebody happy and peaceful or easy Hoặc là lòng mong muốn muốn nhìn thấy người khác có hạnh phúc, có an vui, có một cuộc sống dễ dàng. Okay, if we say another way, you may have good intention or good mind to help people. Hoặc là quý vị có một ý thiện chí tốt, một sự sẵn lòng để giúp người khác. Okay, now if we say another way, you may have like you always think about other people's welfare. Hoặc là luôn nghĩ đến những lợi ích, những sự tốt đẹp cho người khác. Then we can say that you may think about other people's well-being, right? Và luôn mong ước cho người khác được những sự tốt lành. This is the first thing we will need. If we have this one, we have a second one. Second one is a upaya kosala. Upaya kosala means skill, fulfillment. Và nếu chúng ta có cái nền tảng thứ nhất này, tức là tâm đại bi rồi, thì chúng ta bước qua cái điều căn bản thứ hai là Upaya Gochara, là phương tiện thiện xảo. Because either many of here and people here are donors, right? You have already offered many things, right? I should not talk about Dana Parami. I should talk about Sila Parami now, okay? Và thầy nghĩ ở trong hội chúng của chúng ta có rất nhiều những vị thí chủ, tức là quý vị đã thực hành cái việc cúng dường bố thí một cách rất là thuần thục rồi, cho nên thầy sẽ không nói về bố thí ba la mật mà thầy nói về trì giới ba la mật, sila Right? For dana, you have done a lot, right? parami. Về đà ná là bố thí quý vị đã làm rồi đúng không ạ? So, okay, Sila Parami. In the case of Sila Parami, the first one, great compassion. Why we must not kill other living beings? That means we must have compassion to other living beings. Trong cái khuôn khổ của giới thì khi chúng ta giữ giới không sát sinh thì tại sao chúng ta giữ cái giới này? Bởi vì chúng ta có lòng đại bi, thương tưởng các chúng sanh. Another thing is that they are well-being, right? We also think about their well-being, right? So then if we don't kill, they can live peacefully. Anh đó có nghĩa là nghĩ về lợi ích của chúng sanh. Nếu chúng ta không giết thì nó có thể sống một cách an lành. This can be considered as a Mahakaruna, great compassion. Đây cũng có thể được gọi là lòng đại bi. Another one is a skill. Skill me, for example, how to avoid not to kill. Skill ở đây là cái kỹ năng hay là cái cách thực hành một cách thuần thục, thì là làm sao để chúng ta không giết. So, sometimes we don't know how to avoid killing. Thỉnh thoảng chúng ta không biết làm cách nào để tránh được cái sự giết hại.
Today, practically today interview, right? The one lady asked me, there are many termites in her house. They eat furniture. She doesn't wish to kill them. How to do? Hôm nay trong buổi trình pháp có thiền sinh hỏi là có rất là nhiều mối mọt ở trong tủ trong nhà của cô ấy, làm sao mà để đuổi chúng đi mà không phải giết hại chúng? Then we just know some prevention. How we do in Power Royale. Và chúng tôi có biết một số cái phương pháp để ngăn ngừa mối mọt và chúng tôi đã làm ở Ba Âu. For example, so why don't they scare salt? Then they, if we put salty water, they will not come. Ví dụ như muối thì nó sợ muối, nếu chúng ta để cái nước muối mặn thì nó sẽ không đến. Another thing is, oh, you also have a lime here, right? Lime in Vietnam, right? Làm. Powder, lime powder. Yes. Right? They also scare lime powder. Yeah, this is one thing. Detergent powder, they scare detergent powder. Right? Và nếu chúng ta rắc vôi hoặc là chúng ta bỏ bột giặt thì nó cũng sợ, nó không đến. So they also scare petrol. Và nó cũng sợ xăng dầu. Okay, the main thing is we must know how to chase them out. Và như vậy chúng ta phải biết cái cách để đuổi nó ra. We must also know how to prevent them to enter, not to enter our house. Và chúng ta cũng phải biết cách để bảo vệ làm sao cho mối mọt không đi vào nhà của chúng ta. So then we do observe morality to undertake precepts. We need skill. Như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta thọ trì giới luật đó thì chúng ta cũng phải học cái cách, cái kỹ năng để có thể giữ gìn được cái giới đó một cách tốt đẹp. So similarly, there are many other paramis. You may need these two, right? You must know how to do it. You must have good intention for other people. Và như vậy tương tự với những ba la mật khác là chúng ta thứ nhất là phải biết làm thế nào để thực hiện chúng vì cái lợi ích tốt đẹp cho người khác. Actually, the case of Balmy is very wise. I think, okay, one more thing. You have Bodhavasa audio books, right? Listen to one. Và cái đề tài về ba la mật này rất là rộng, và thầy biết rằng ở Việt Nam cái bộ Đại Phật Sử cũng đã được dịch ra tiếng Việt rồi, mọi người hãy đọc cái bộ này để hiểu về ba la mật rõ hơn. Next Kính bạch thiền sư, ngài giảng về nhiều đề mục thiền định, vậy con xin được hỏi với đề mục thiền niệm hơi thở thì phù hợp với hạng hành giả nào, và thiền tứ đại thì hợp với hạng hành giả nào? Dear Sador, about different kind of samatha objects. So may I ask, Anapanasati is suitable with which kinds of meditators, and four element meditation subject is suitable for which kind of meditators? Okay, for Anapanasati, okay, it will be opposite to your experience, right? Anapanasati is useful for what we call speculative temperament. Also, use, not speculative temperament, sorry. Many thoughts, I don't know about this one, right? I don't know. Okay, maybe a lot, like, a lot of thoughts. Huh? We just a lot of thoughts. You Vitaka, right? Now, that's like a deluded temperament. Delusion, right? Disclosure. If you thought delusion, right? A lot of thought, you have to practice anapanasati. Delusion or moha sao đó? Moha, Moha. sorry. Và mẹ trả lời rằng thiền niệm hơi thở thì phù hợp với hạng hành giả có căn tánh tầm, tức là suy nghĩ nhiều, suy nghĩ miên man, suy tư nhiều và căn tánh tham. So for about four elements is for is good is suitable for speculative temperament, wise people. Và thiền tứ đại thì phù hợp với cái tánh giác, hạng hành giả có căn tánh trí tuệ. Con đang bệnh nghẹt mũi, thở khó khăn, phải thở bằng miệng, thưa sư con phải làm sao ạ? Sau đó I'm feeling sick
And my nose is stuck. I have to breathe difficultly with mouth. So what should I do? The nose stuck because of sickness. The meditator knows, the questioner knows he's stuck and he has to breathe with the mouth. Okay, So so how can he practice? actually, if you have sickness on the nose, you're gonna do Anapanasati. Thật sự là nếu mà quý vị bệnh và bị nghẹt mũi thì không thể hành thiền niệm hơi thở được nữa. You can do metta or Bodhanusati. It will be easier. Quý vị có thể thực hành thiền tâm từ hay thiền niệm ân đức Phật, nó sẽ dễ dàng hơn. So now I haven't instructed under metta on Buddhanusati here. Okay, I already talked about in meditation, right? Sorry, interview. Okay, I haven't talked about here, right? Yes. I haven't said one time already here. I think in the interview On and interview. briefly in the question section in the first day, but only for one cell, Okay. for metta for one cell. Okay, so actually, she also went, I should talk about metta, right? Because Buddha is able to say later. Yes. Right? So metta, for example, you can visualize your own image, yourself, smiling face or something. As you feel happy, okay, you can visualize your own image. Then you have to wish yourself to be free from danger. And just ready a metta to yourself. May I be free from danger. May I be free from danger. And you can feel peacefulness, calmness. Và Ngài cũng giới hướng dẫn cho mọi người hành thiền rải tâm từ. Đầu tiên là chúng ta rải tâm từ cho chính mình, nhắm mắt và hình dung ra gương mặt của bản thân mình đang tươi cười, hạnh phúc, vui vẻ, và nguyện thầm trong tâm, mong cho con thoát khỏi mọi hiểm nguy, mong cho con thoát khỏi mọi hiểm nguy, vân vân. Similarly, may I be free from mental pain, may I be free from bodily pain, may I be able to sustain my body peacefully and happily. Mong cho con thoát khỏi mọi khổ thân, mong cho con thoát khỏi mọi khổ tâm, mong cho con luôn được an vui, không gặp chướng ngại. So you can do one of these formula. After doing all four, you can choose the best one. Let's use one formula whole sitting. Và sau khi làm bốn cái câu công thức này thì quý vị có thể chọn một câu mà mình thấy dễ dàng hiệu quả nhất. Ví dụ như mong cho con được thoát khỏi mọi khổ tâm thì mình chọn một câu thôi và mình ngồi mình nguyện, tức là mình rải tâm từ cho chính bản thân mình trong suốt thời thiền. Okay, yeah. So only one Only one is yeah. okay. Và trong cái khuôn khổ của cái khóa này thì thầy chỉ hướng dẫn mình rải tâm từ đến bản thân mình. Next one. In Noble Eightfold Path, there is Samadhi. Kusado, please teach us this Samadhi. Is it any related to the Samatha practicing? Actually, when you go and read Mahasivacchana Sutta, in the case of Samadhi, you mentioned the first jhana, the second jhana, the third jhana, the fourth jhana. That is why it is Samatha. Thưa thầy, trong bát chánh đạo có chánh định, xin thầy giảng cho chúng con về chánh định này có liên quan gì đến thiền định không ạ? Ngài trả lời rằng nếu quý vị đọc trong kinh Đại Niệm Xứ thì Mahasatipatthana Sutta, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật nói về cái phần chánh định, thì đó chính là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Okay. Okay. Và đó chính là thiền định. What is Nibbana? Second question. Nibbana is that a statement of the mind. And the third one, an arahant, can he attain or stay in Nibbana until he die? Thưa thiền sư, Niết bàn là gì? Niết bàn có phải là một trạng thái của tâm hay không? Một vị A-la-hán có thể trú trong Niết bàn cho đến khi chết không?
Nirvana is not a state of mind, right? Nirvana is only the object of path and fruition knowledge. Và nghe nói Niết Bàn không phải là một trạng thái của tâm, mà Niết Bàn là một đối tượng của tâm đạo và tâm quả, tuệ đạo và tuệ quả. So also another question, right? I had lived in Nirvana until he died, right? It depends on his lifespan. Lifespan. Okay, for example, he attained Arahant today, he passed away today, possible. Và một vị A-la-hán có thể trú trong Niết Bàn cho đến khi chết không, thì Ngài nói là tùy vô cái thọ mạng của vị ấy. Ví dụ như vị ấy đắc A-la-hán ngày hôm nay và ngày mai vị ấy chết, thì là điều này cũng có thể xảy ra. So for the he may enter into 7 days. He can explain Nirvana for 7 days. Possible. Và vị ấy muốn an trú trong Niết Bàn trong 7 ngày, vì thấy có thể an trú trong 7 ngày, điều đó có thể. For the many years, only enter into Nirvana is impossible. Nhưng nếu mà trong nhiều năm trời lúc nào cũng an trú trong Niết Bàn thì điều đó không Okay. thể. Làm thế nào để cân bằng giữa tinh tấn và định? How we can be balanced between viriya and Okay, this is a quick question, right? samadhi? Đây là một câu hỏi tốt. So the main thing is, sometimes you may have a lot of thoughts knowingly. That means you have a lot of struggling, a lot of effort. Relax. Điều này á, nghĩa là thỉnh thoảng khi quý vị có những suy nghĩ sinh khởi một cách liên tục và mình không có biết được điều và mình không có chủ ý, thì đây chính là do cái tấn nó bị dư thừa. So when you can relax well, and you can focus on the breath better. Và lúc này thì quý vị cần phải thư giãn, thả lỏng ra, và lúc đó thì quý vị có thể tập trung trên hơi thở một cách tốt hơn. Then another part is concentration. Concentration becomes very powerful. You may also have many rapture, joy, tranquility. It's very interesting. When your mind follow all these things, your effort become weaker and weaker. Và ở một cái bối cảnh khác, khi định của quý vị tăng trưởng lên, quý vị có nhiều hỷ lạc phát sinh, quý vị có nhiều cái sự thích thú, hứng khởi và tò mò, thì và quý vị đi theo cái sự an lạc, sung sướng, nhẹ nhàng đó, thoải mái đó một thời gian, thì lúc đó tấn, nên tinh tấn sẽ giảm thiểu và không còn cân bằng. Then have to remind yourself to keep knowing breathing. But after a few seconds, remind one time. After a few seconds, remind one time. In this way, you can maintain your concentration. Và trong trường hợp này, quý vị cần phải tự nhắc nhở bản thân sau một vài giây. Thứ nhất là phải duy trì chánh niệm trên hơi thở, duy trì chánh niệm trên hơi thở, thì như thế nó sẽ được cân bằng. Another thing, right? When your breath become very subtle, at the time you must be more patient. If you are impatient, you must put more effort. Your breath will disappear. And that's why when you have such a breath, more patient. This is also important. Một điều quan trọng là khi mà hơi thở của quý vị trở nên rất là nhỏ nhịn và vi tế, và quý vị cảm thấy rất là khó để nhận biết hơi thở, thì lúc này quý vị cần phải rất là kiên nhẫn, rất là từ tốn chờ đợi, và không nên gia tăng cái tinh tấn cố gắng để nhận biết hơi thở, mà lúc này chúng ta cần phải quân bình, tức là không nên thêm nhiều cái tinh tấn mà phải rất kiên nhẫn để nhận biết cái hơi thở vi tế đó. Sometimes your attention point is not very clear. Thỉnh thoảng thì cái điểm xúc chạm của quý vị không có rõ ràng. So your mind, you restrict your mind too much, right? Strictly. You must know attention point. Don't force your mind too much. It also excessive effort. Và lúc đó quý vị sẽ cảm giác là mình phải nghiêm khắc với bản thân, mình phải nỗ lực hơn để biết cái hơi thở hay cái
điểm xúc chạm một cách rõ ràng hơn, và mình thúc đẩy mình bắt mình phải nỗ lực hơn nữa để biết. Thì lúc này chính là lúc quý vị đang gia tăng cái tinh tấn một cách vượt trội và dư thừa. Okay, that means as long when you have many wandering thoughts or a lot of tiring, that means you have excessive effort, relax a little bit more, more natural focus. Và tóm lại, nếu quý vị bị cảm thấy mệt mỏi, bất an, rất là nhiều cái sự đấu tranh nội tâm và bị phóng tâm nhiều, thì lúc đó chúng ta đang bị cái tinh tấn nó bị dư thừa và chúng ta cần phải thư giãn, thả lỏng thêm và theo dõi hơi thở một cách tự nhiên, nhẹ nhàng hơn. Okay, now I should say two different things, right? Easier way. When you have many, many thoughts knowingly, that means you have excessive effort. Và thầy tóm gọn lại là hai cái điều dễ dàng cơ bản để hiểu ở cái chỗ này, là nếu mà khi nào quý vị có rất nhiều cái dòng vọng tưởng nó sinh khởi một cách không có hay, không có nhận ra được luôn á, thì lúc đó là đang bị dư thừa cái tinh tấn. Then you may have wandering thoughts unknowingly. And when you recognize, oh, you have a lot of thoughts already, that means you have very weak effort. Nhưng mà ở một bối cảnh khác thì quý vị cũng biết, xin lỗi, cái mà dư thừa tinh tấn là mình biết cái vọng tưởng, mình có biết vọng tưởng nhưng mà nó vẫn sinh khởi rất nhiều. Còn nếu mà mình vọng tưởng nhiều, miên man mà mình không biết luôn, mà mình cứ theo nó đến hồi lâu lâu cái mình mới nhận ra, ô mình nãy giờ mình đang vọng tưởng, thì lúc đó là tinh tấn đang bị thiếu. Kính bạch ngài thiền sư, Dạ, con xin phép đọc tiếng Việt ạ. À. Kính bạch ngài thiền sư, Đức Phật giảng dạy thất giác chi cho mọi người tu tập để được giải thoát giác ngộ. Nhưng con thấy trong kinh có đề cập tới là một phương linh dược chữa lành bệnh tật. Đức Phật trị bệnh đau lưng do cho ngài Ananda đọc kinh thất giác chi và các tỳ khưu như ngài Mahakassapa nghe Đức Phật thuyết giảng bảy giác chi thì khỏi bệnh. Ngài Mahamoggallana, ngài Anandina, các ngài nghe đọc kinh bảy giác chi thì khỏi bệnh, các cơn đau nhức hành hạ thân xác ngài đều được trị khỏi. Xin ngài thiền sư chỉ dạy thêm cho chúng con về cách trị liệu này. Con xin cảm ơn ngài. Về sau đó Buddha taught Bodhisattva Sutta for everybody to practice in order to get liberation. However, I saw in the Sutta say that that's also a good medicine when like to use for overcome the sickness. Like Buddha, like he himself hurt and overcome the like back pain or other bante, kasapa, bante maha mokkalana, etc. So they all overcome the sickness. So Sarah, can you please teach us about this way of treatment? Good Thank you, question again, Sarah. right? Đây cũng một câu hỏi hay. For healing power, maybe, right? Okay. One more thing, right? Yeah, we should know something about chanting. Có một điều quý vị cần phải biết về cái vấn đề tụng kinh. If there's a sickness, somebody has sickness, we have to chant Pajangasota, for example, right? Even pulseology, that you have, we have audio file. I chanted the audio file, right? Okay, for example, okay, one of the bhikkhus is sick. Well, Panagakasapa, for example, was sick. Abora mentioned, Sati me kasapa pajanga bhagavata samadakada bhavita bholikada abhinyaya samodaya nibbanaya samodati mentioned like that, right? This is the form Pali format. We can do all other enlightenment fetters the same. Okay, this is the Pali formula, right? Okay,
The quality of recital is also important. Okay. Yes. Và khi chúng ta tụng kinh Paritat thì để chữa bệnh được cho người khác bằng bài kinh này, chúng ta phải hiểu một số cái nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta thấy cái bài kinh nó có cái cấu trúc ngữ nghĩa của Pali. Khi Đức Phật mà đọc cái bài kinh này cho các vị trưởng lão, ví dụ như Nakasapa, thế nào là bảy bảy giác chi, bảy giác chi này có thể đưa đến giác ngộ, đưa đến thắng trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn, vân vân. Thì cái ví dụ như này Kasapa thì chúng ta có thể thay bằng cái tên của cái người bệnh. Ví dụ như khi ngài Saraji ngài bị bệnh thì Chư Tăng cũng tụng kinh của Trần Gia cho ngài nghe. À xin lỗi, trong cái buổi tụng kinh hàng ngày, và thay bằng cái tên của ngài thì và bằng cái cấu trúc ngữ pháp Pali đúng với cái tên của cái người mà cần để khỏi bệnh. Và thứ hai là cái chất lượng của tụng kinh, cái những cái yêu cầu về phẩm chất của đọc tụng nó cũng cần thiết. Okay, so now we should talk about the quality of reciter, right? So reciter may need special qualifications of understanding Pali. Và cái người tụng đọc, bản thân người tụng đọc muốn có hiệu lực phải có một số cái phẩm chất như sau. Phẩm chất thứ nhất là phải hiểu biết về ngữ pháp Pali. All the Pali formats must be correct grammatically, like the punctuations. Or the forms must be correct according to Pali grammar. Và những cấu trúc ngữ pháp khi đọc tụng lên phải đúng đúng theo văn phạm Pali. Okay, so these two, right? The first one, the reciter must understand all the Pali he was chanting, is chanting. Second one, it must be correct grammatically, including punctuations, all the things. Và người tụng đọc, bản thân vị ấy cũng phải đọc đúng và hiểu đúng những cái câu chữ hay công thức hay cái cách tiếp thì trong từng cái chữ Pali mà vị ấy sẽ đọc. And this one, the reciter must have metta towards the patient. Và người tụng đọc phải có tâm từ đối với người bệnh. Then the last one is also important. The reciter must not expect any gain. Gain means reciter must not expect any donation from the patient. Và thứ tư cũng quan trọng, đó là người tụng đọc phải không có bất cứ một cái sự mong cầu về lợi lộc nào từ phía người bệnh, như là sự mong cầu cái sự cúng dường. Okay, we have four qualities of reciter, right? Như vậy chúng ta có bốn cái phẩm chất cần thiết của người tụng đọc. So, first one, grammatically, sorry, understanding Pali, grammatically correct. Then other thing is metta to our patients, not expecting any gain or any donation. Và như vậy có bốn phẩm chất. Thứ nhất là hiểu về ngữ pháp Pali. Thứ hai, cái cấu trúc mà vị ấy đọc cũng phải, cấu trúc Pali cũng phải rất là chuẩn xác về câu, về từ, về vân, về số, vân vân. Và thứ ba là vị ấy phải có tâm từ đối với người bệnh. Thứ tư là vị ấy phải không có mong cầu bất cứ điều gì đáp lại từ phía người bệnh. And listeners must have three qualities. Và người nghe bài kinh này phải có ba cái phẩm chất. So the first one, listener must be free from five mighty kamma. Người bệnh phải là người không bị mắc phải năm bất thiện trọng nghiệp. So five mighty kammas mean killing father, killing mother, killing arahat, shedding blood in Buddha, or like a otherwise like making schism and sangha. Năm bất thiện trọng nghiệp đó chính là giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng đoàn. So if somebody has already committed one of these five, it will not affect. Nếu người nào mà mắc phải một trong những năm bất thiện trọng nghiệp này thì cái bài kinh này không có hiệu lực đối với anh ấy. Another thing is the listener must not hold wrong view, especially, one more thing, the listener must not
whole wrong view means if we don't believe in karma ownership, right? Good thing will come good result, bad thing will come bad result. If she does not, he or she does not believe that kind of things, it does not affect. Và phẩm chất thứ hai của người nghe là không có nắm giữ cái tà kiến. Tà kiến ở đây cụ thể là tà kiến về nhân quả, tức là người ấy phải không nắm giữ tà kiến là nhân lành. Xin lỗi, không có nắm giữ cái tà kiến là nhân lành thì không cho quả lành, nhân xấu không cho quả xấu, mà vị ấy phải có chánh kiến về nhân quả. Now the last one, if listener does not believe the Buddha, the Sutta, right? It does not affect. Và cái điều cuối cùng đó là nếu người nghe mà không có đức tin vào cái công năng của kinh Paritát, kinh bảo hộ, thì bài kinh cũng không có hiệu lực. Okay, if we say three quality of listeners, the first one, he or she must be free from five-mighty karma. He or she must be free from wrong view. He must believe in Buddha or Sutta. Như vậy người nghe phải có ba phẩm chất. Thứ nhất là không bị bất năm bất thiện trọng nghiệp, thứ hai là không có bị tà kiến về nhân quả, không tin nhân quả, thứ ba là phải tin vào công năng của kinh Paritát. Okay. Được chưa ạ? So if you want to have effective radar channel, try to have all this quality. Như vậy nếu quý vị muốn có được cái sự công dụng hiệu nghiệm của cách chữa bệnh bằng bài kinh Paritá thì quý vị phải thử các cái phẩm chất này. It doesn't mean easy, right? But it's possible. Nó không có nghĩa là dễ nhưng nó có thể. Okay. Next question. Next question. If the one who lack of wisdom is parent and those who we have to associate every day, so what should we do? Nếu người thiếu trí là ba mẹ và những người mình phải thân cận thì nên làm gì? Actually, if in your family member, right, you're gonna avoid them, right? So, okay, we have two different things. You can communicate or associate with them bodily and verbally, but you must not associate mentally. For example, there are some cases you must not agree, right? If you make agreements, if you say I agree, you also breaking precepts, right? So, some of the case don't agree mentally. You can associate verbally and then bodily. Ở trong trường hợp này thì chúng ta có hai cái phương cách. Thứ nhất là chúng ta không thể nào tránh xa họ, đúng không? Bởi vì họ sống chung với chúng ta phải thân cận, thì chúng ta chỉ nên thân cận về thân và lời nói, chứ chúng ta không nên thân cận về trong tâm trí. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên đồng tình hay đồng ý với những cái tà kiến mà họ nắm giữ. Khi chúng ta nói về giới thì chúng ta thấy có một chi phần là khi chúng ta hoan hỷ hay là đồng ý, gọi là tán dương với những cái điều xấu thì chúng ta cũng bị cái bất thiện nghiệp. Thì trong trường hợp này nói về trí tuệ cũng vậy, chúng ta không đồng ý với những tà kiến đó, những cái hiểu sai đó thì chúng ta cũng không có bị. Nowadays, like in the case of parents, right? Don't expect too much. Even I cannot teach my parents. Và đối với cha mẹ mình đó thì xin mọi người cũng đừng có trông đợi nhiều lắm, bởi vì chính bản thân thầy cũng không thể dạy cha mẹ thầy được. Right? When my parents come to park, I don't teach. I just hand over to another teacher. It's easier. Khi mà cha mẹ thầy đến thăm thầy ở thiền viện Bảo Ốc thì thầy không có dạy cha mẹ thầy điều gì cả, mà thầy chuyển đến các vị tỳ kheo khác với các vị thầy khác dễ hơn. Okay. Now there are a lot of questions remains and it's 8:10, around 8:10 now. What should we
How many questions should we continue How saying? many questions? 10? A lot. There are many, Many. many questions, more than 30 questions left, but now we are around. Now time is 8:10. So how many questions should I accept more? Okay, maybe we may have a question answer session one more, right? Right. Bây giờ còn có hơn 30 câu hỏi mà 8 giờ 10 rồi thì câu hỏi thầy là thầy nhận mấy câu hỏi nữa. Thầy nói rằng chắc mình phải có nguyên một thời hỏi đáp riêng. Right. No, I would have done so we don't have enough time to I don't have enough time to answer all the questions, right? Yes. We might have special maybe one more time before question answer session. Yes. What to do? Tôi nói trong sách thoại thì không thể trả lời hết các câu hỏi. Muốn trả lời hết các câu hỏi chắc phải làm riêng một cái buổi hỏi đáp. So how many questions should I accept now? Actually, some question I must answer very long, right? Yes. I cannot say how many questions I accept. Okay, so if I know the question, maybe I should arrange the time, maybe, right? Yes. Now, how many people? Can you calculate? Around 30. Oh, maybe one night, right? Có thể trả lời suốt đêm. Of course, okay. Many people come also, right? Today, the weekend, so the group of weekend register come. I see. Okay. In the weekends, maybe we should have additional time for question answer, maybe, right? Yes. Okay. À, hôm nay là cuối tuần, có một số thiền sinh mới nhập khóa, xin hỏi những người mới hôm nay vào để nghe vào khóa là những ai, xin mọi người giơ tay lên. Okay, one more thing. Oh. The newcomers. Newcomers. Oh, many. Okay, so we should have. What about? Okay, morning interview time? Question answer here. Interview time, right? Yes. Not in the hall anymore. Come here and answer all the questions. It will be easier, right? If Huh? Sarah decide, we will announce. So this is Sarah discuss. Only 2 days, right? Saturday and Sunday, 2 days. Yes. In the week, we should Yes. finish all the questions, right? Yes, But yes. they just come only 2 or 3 days, something like that. So there are two weekends within the retreat. So Okay. this is first weekend. So the Okay. next one is the last days of the retreat. Okay. Okay. So can I set Maybe up? tomorrow, and there are tomorrow, right? Yes. Instead of interview, change to question answer here, right? Yes. But is it effect to other meditators? They Oh, still meditate at the yeah, same this is also time. one of the problem. Yes. What to do? Sarah can decide. Maybe I should ask them. Okay, so Ngài có ý rằng là đối với các cái buổi cuối tuần như ngày mai và ngày mốt, do có nhiều thiền sinh mới và chúng ta có rất là nhiều câu hỏi cũng như là câu hỏi trong giờ trình pháp, thì thay vì mọi người qua cốc thì thầy có thể đến đây để thầy trả lời và trình pháp luôn, thì để cho mọi người cùng nghe, thì đó cũng là một giải pháp. Nhưng mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái thời thiền của những người đang muốn hành liên tục á, thì thầy cũng hơi phân vân, cho nên không biết ý kiến mọi người thế nào. Mọi người thích hành thiền hay thích trình pháp, thích qua đây nghe câu hỏi trả lời ở đây? Bây giờ ai và bây giờ lấy số như là, dạ anh, mọi người thấy là sáng, thời sáng mà giờ trình pháp á, làm ở đây hay là làm bên kia, tức là làm ở đây á, là mình được nghe hết và mình không hành thiền liên tục được, còn mình muốn hành thiền thì mình làm bên kia, thì bây giờ cái lựa chọn là ai muốn đây và hành thiền ở đây thì mình sẽ đặt hai câu hỏi là nghe pháp hay là nghe câu hỏi trả lời á, và cái số 2 là hành thiền ha. Thì ai mà thích nghe pháp ở đây thì xin giơ tay. À. This is the race.
vote for listen here. Listen the Ok, question answer here. À, xin cảm ơn mọi người. Còn ai muốn hành thiền ở đây nên giơ cao lên ạ. Giơ cao lên. for meditation. Yeah, They do meditate. meditation. They do meditate. Yes. Okay. It's like equal. Equal. So, a decision. Okay, so I maybe. think so, there are many questions not related to meditation much. Okay. We can skip and we Okay, just skip. sure. It's something beneficial for all listeners, Yes. okay? Sometimes I quite want to read many questions about Vipassana or many different things. Not very practical, right? Or not Yes. very useful for all listeners. Yes. Just a very heavy topic, right? Yes, Sarah. So that if something is very simple and beneficial for all listeners, okay, Yes. we should choose all those kind of questions, okay? Yes, yes, yes. It will be easier for me also, right? Yes, Okay. So that's the conclusion is the schedule is just Yeah, usual, sure. Okay. and Yes. we will choose the question. Okay, sure. Và sự quyết định của thầy là chúng ta vẫn sự giữ cái thời khóa như cũ, tức là vẫn hành thiền ở đây và trình pháp bên kia. Và đối với những câu hỏi nào mà đề tài quá phức tạp, quá dài, quá xa, không có lợi ích cho tất cả mọi người ở đây, thì chúng con xin phép bỏ qua và chọn những câu hỏi nào lợi ích cho cả đại chúng cùng nghe thì mới đọc lên trong các cái buổi pháp thoại. Okay. Sarah, You know, we are sharing it, right? bây giờ chúng ta Sarah, how about taking precept, a precept for the newcomer? Okay, I got it. We can do that. Yes, Okay, yes. okay. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng rồi sau đó thầy sẽ cho giới đối với người mới và những người cũ cũng cũng xin luôn. Etavadacchamihi Etavadacchamihi Sambadang sambadam punya sambadam sambadang sabbe sabbe dewa Sabbe Bhuta Anumodantu numodandu Sabbe Sata Anumodantu sabbe Sabba Sambhasiddhiya Idam me nyadinam hodu Idam me nyatinang hontu Sukhita hondu nyadayo Sukhita hontu nyatayo Idam me nyadinam hodu Idang me nyatinang hontu Sukhita hondu nyadayo Sukhita hontu nyatayo Idam me nyadinam hodu Idang me nyatinang hontu Sukhita hondu nyadayo Sukhita hontu nyatayo Idam me bunyam Idang me bunyam asavakaya Asavakaya waham hodu Wahang hontu Idam me bunyam Idang me bunyam nibbanasa Nibbanasa bhajayo Bacayo hodu Hontu mama bunyabhagam Mama Bunyabhagam sabbasadanam Sabbasatanam Bhajemi Bacemi Desabe Desabe Mesamam Mesamam Punyabhagam Bunyabhagam Lavandu Lavandu Sadhu Sadhu Sa You know, they can be subscribed for the newcomers. Okay, maybe after me, right? Aham bande Aham Phante tisaranena saha Tisaranena Saha Achanga Athanga samanagadam Samanagatang Ubosathasilam Ubosathasilang Dhammam Dhammang Yajami Anugaham Yachami Anugaham Silam Deta Silang Deta Me bande Me Vande Dutiyambi Dutiyambi Aham bande Hang Vande Tisaranena saha Tisaranena Saha Achanga
Atthangasamanagatam Upasatthasilam Dhammam yajami Dhammang Anugaham katava yacchami Anuggaham Silam deta katva Silam Be bandi Me vande Tatiyambi Tatiyambi Aham bandi Aham vande Tisaranena saha Tisaranena saha Atthanga Athanga Samanagatam Samanagatam Uposatha Upasatha silam Dhammang Dhammam yajami Anugaham yacchami Anuggaham katva katava Silam Silam detha deta Be Me vande bande Yamavadhani Dhamma Ama vande Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tutiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyambi Buddham saranam gacchami Tatiyambi Dhammam saranam gacchami Tatiyambi Sanghaṃ saranam gacchami Tatiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Ti sarana gamanam paripunam Amavante Panadipada Panatipata Weramani Veramani Sikabadam Samadhiyami Adinadana Veramani Sikabadam Samadhiyami Abrahmacharya Abrahmacharya Weramani Sikabadam Veramani Sikabadam Samadhiyami Musavada Musavada Weramani Veramani Sikabadam Samadhiyami Sura Surameraya Majjhapammadatthana Machabhamadatthana Weramani Sikabadam Veramani Sikabadam Samadhiyami Vikala Bhojana Likhala Phochana Veramani Sikabadam Samadhiyami Najja Nacha Kita Gita Vadita Vadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malakanda Malaganda Vilepana Vilepanna Dharana Dadanna Mandana Mandanna Vibhusanathana Vibhushanathana Weramani Sikabadam Veramani Sikabadam Samadhiyami Ujjāsayana Ucchāsayana Mahāsayana Mahāsayana Weramani Sikabadam Veramani Sikabadam Samadhiyami Samadhiyami Tisaranena saha atthangasamanagatam Uposatha silam sadukam katava Amavante
Sa du sa du sa du.